Tính khí rất thúi, nhưng còn chưa nảy nở đã có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, phía sau còn có một cái đệ nhất thiên hạ lão nương, nếu ai cầm xuống nàng, cái kia chính là thiên hạ đệ nhất Phượng Hoàng Nam A. Giá trị bản thân địa vị lập tức tăng lên, thiên hạ đệ nhất nhân con rể, ai dám xem nhẹ ai dám giết. Giang Dật, kẻ đến không thiện A. Chiến Vô Song con người híp lại đều là lo lắng, Giang Dật cũng đầy mặt ngưng trọng, khó trách trong vương thành không thấy Thủy Thiên Nhu, hóa ra là hồi trở lại Tinh Vẫn Đảo điều người đi. Mà lại lần trước nàng kia thân Linh Tước Bảo bị chính mình hủy đi, lại thay đổi một thân mới, mặc dù không biết là có hay không cùng Linh Tước Bảo giống nhau là thánh khí, nhưng rõ ràng cũng là chí bảo. Thủy Thiên Nhu dẫn người theo trong truyền tống trận ngạo nghễ đi tới, ánh mắt tại bốn phía quét qua, rất nhanh khóa chặt đứng tại Thần Võ Quốc trong quân đoàn Giang Dật, nàng dừng một chút, thế mà cứ như vậy tứ không kiêng sợ mở miệng, Giang Dật, rất tốt. Lần này quốc chiến bản tiểu thư nếu để cho ngươi còn sống trở về, ta Thủy Thiên Nhu theo họ ngươi. Soạt, bốn phía lập tức một mảnh bạo động, vô số ánh mắt cũng nhìn về phía Giang Dật, ánh mắt cũng giống như xem như người chết, đắc tội Thủy Thiên Nhu, đây cũng là liền là đắc tội vô số muốn cầm xuống nàng siêu cấp gia tộc công tử A. Giang Dật vào quốc chiến bên trong có thể nói là bốn bề thọ địch, khắp nơi đều là địch nhân. Ha ha, Giang Dật sờ lên cái mũi, giờ khắc này ngược lại không thèm đếm xỉa, dù sao tiến vào quốc chiến đều là địch nhân, hắn cũng không lùi bước, cười lạnh một tiếng, tranh phong tương đối nói ra, Thủy Nha đầu, người tốt nhất cầu nguyện khác đừng tao ngộ ta, nếu không ta định đem người y phục lột treo trên cây. A, Giang Dật thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng đầy đủ có thể làm cho trong quảng trường rất nhiều người nghe được rõ ràng, rất nhiều nữ tử thoáng cái đỏ mặt, vô số công tử trong mắt sát ý càng đậm, Thủy Thiên Nhu càng là tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, nếu không phải Thủy Nguyệt Quan người lôi kéo, sợ là tại cái này Thiên Tinh Thành bên trong liền muốn động thủ. Ông, đúng lúc này, ngồi xuống to lớn truyền tống trận lại phát sáng lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Giang Dật xem xét phía dưới lập tức trên mặt đều là kinh ngạc, nháy mắt hỏi, Vô Song, đám người này cũng tham gia quốc chiến. Chiến Vô Song gật đầu nói, đại thiện tự lớn quốc chiến không tham gia, tiểu quốc chiến mỗi lần đều tham gia, bất quá bọn hắn không giết người, chỉ là làm huy chương, chỉ cần ngươi giao ra huy chương, thậm chí bọn hắn sẽ không xem các ngươi. Không giết người đi vào làm gì? Giang Dật bạch nhãn một phen, nhìn xem truyền tống tới kia mười mấy cái hòa thượng, nhất là một cái niên kỷ chỉ có 16-17 tuổi tiểu hòa thượng, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà nụ cười, giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài, âm thầm nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng vào xem đến đều là tàn thi tay cụt, như địa ngục tràng diện có thể hay không sợ quá khóc. Ha ha, Giang Dật người khác đừng xem nhẹ cái này tiểu hòa thượng. Chiến Vô Song đưa lỗ tai tới, thấp giọng nói ra, cái này tiểu hòa thượng là Phương Trượng Quan môn đệ tử, một thân Phật pháp vô biên, nghe nói là đại thiện tự vạn năm khó khăn ra thiên tài. Trên người hắn thực lực khẳng định cũng dùng thủ đoạn đặc thù che giấu, căn cứ nhà ta tư liệu biểu hiện, hắn thực lực ít nhất đạt đến tiểu thừa thiền cảnh, cũng chính là thần du cảnh. Như vậy dữ dội, Giang Dật âm thầm hãi nhiên, cái này tiểu hòa thượng nhìn còn không có hắn đại, một mặt người xúc nụ cười vô hại, mắt nhỏ hiếu kỳ bốn phía quan sát, căn bản không giống một cái thần du cảnh cường giả. Phanh phanh phanh, phía bắc đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, rất nhiều người ánh mắt cũng hướng bên kia quét tới, Chiến Vô Song nhìn lướt qua về sau, lập tức đẩy Giang Dật bả vai nói, hoàng triều người đến, quốc chiến lập tức bắt đầu. Chương 187, Hỏa Long Kiếm. Hoàng triều người, Giang Dật tinh thần nhất chấn, theo Chiến Vô Song ánh mắt nhìn lại, xem xét phía dưới đôi mắt của hắn lập tức sáng lên. Phía bắc đi tới một hai sắp xếp người mặc áo giáp màu đen quân đội, số lượng không nhiều còn có gần ngàn người, cái này hai hàng người nhanh chóng chạy tới xếp thành một hàng, trong đại quân thì là một người mặc nam thải phượng bào, đầu đội ngọc quan thiếu nữ. Có thể mặc loại này phục sức nữ tử, chỉ có Thanh Long công chúa của Hoàng thất, lần này quốc chiến Hoàng thất lại phái ra một tên công chúa chủ trì, hơn nữa còn là một vị xinh đẹp đến như cửu thiên tiên nữ công chúa. Toàn trường vô số nam tử đều cùng Giang Dật đồng dạng, nhìn thấy cái này công chúa lúc đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là nam nhân đối với mỹ nữ bản năng phản ứng. Thiếu nữ này đôi tám niên kỷ, chưa nói tới đến cỡ nào kinh diễm, nhưng cho người ta cảm giác liền là đẹp mắt, mà lại càng xem càng đẹp mắt. Nhất là nàng cặp kia trắng đen rõ ràng con ngươi, tựa như có loại đặc thù ma lực khả năng hấp dẫn người ánh mắt, để toàn trường vô số nam tử đôi mắt đều mê mang. Đừng xem, Chiến Vô Song đột nhiên đẩy thoáng cái Giang Dật, để hắn giật mình tỉnh lại. Giang Dật trong con người hiện lên một tia kinh dị, bốn phía quét qua, phát hiện rất nhiều công tử trong mắt đều là vẻ si mê, lập tức âm thầm kinh hãi, nhìn lướt qua chậm rãi đi tới hoàng triều công chúa, thấp giọng hô, cái này công chúa có vấn đề. Ân, nàng khẳng định là tu luyện linh hồn cường giả, thông minh. Chiến Vô Song mỉm cười, Giang Dật nhìn lướt qua Chiến Vô Song, kỳ quái hỏi, vừa rồi ngươi như thế nào cùng không có chuyện gì người, chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân? Cút! Chiến Vô Song trừng mắt, cả giận nói, chúng ta Chiến Thần nhất tộc thiên hạ vang danh, cái này nho nhỏ mị hoặc chi thuật, ta một chút liền có thể xem thấu, đương nhiên sẽ không trúng chiêu. Giang Dật giơ ngón tay cái lên, Chiến Thần nhất tộc hoàn toàn chính xác nổi danh, có rất nhiều tên. Vạn năm qua Chiến gia người mặc dù không có đi ra một vị đại lục xếp hạng thứ nhất cường giả, nhưng đại lục 10 vị trí đầu cường giả lại xuất hiện 3-4 vị. Một đại gia tộc làm sao có thể vạn năm trường tồn dựa vào liền là liên tục không ngừng sinh ra cường giả, nếu không sẽ như phù dung sớm nở tối tàn, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Xa xa xa, Hoàng Triều công chúa rất đi mau đến quảng trường phía trước, trong mắt nàng đột nhiên sáng lên một đạo hoàng quang nhàn nhạt, rất nhanh vô số công tử đều tỉnh táo lại âm thầm kinh hãi, cái này nếu là cùng cái này công chúa đối mặt, sợ là chết như thế nào cũng không biết a. Hoàng Triều công chúa không nói gì, chỉ là duỗi ra một cái tùm ngọc thủ, một tên Hoàng Triều quan văn lập tức đi tới, bắt đầu tuyên đọc quốc chiến quy tắc, quốc chiến chỉ ý nghĩa loại hình nói nhảm. Giang Dật nghe sau khi khịt mũi coi thường, Hoàng Triều ra mặt này dày đến cùng tường thành, lại nói quốc chiến là vì để thiên hạ võ giả tại huyết luyện trung thành trường, từ đó sinh ra càng nhiều cường giả, tạo phúc hậu đại, công tại thiên thu. Tiểu quốc chiến dễ nói, hoàn toàn chính xác có thể làm cho rất nhiều thiếu niên thiên tài tại huyết chiến trung thành trường, kỳ trước tiểu quốc chiến bên trong cũng hoàn toàn chính xác sáng tạo ra một nhóm cường giả. Cái này cùng luật rừng, để bách thú chém giết lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một chi thú vương. Nhưng lớn quốc chiến đâu, mỗi lần lớn quốc chiến, lục quốc đều phái ra 100 vạn đại quân, mỗi lần đều phải chết bao nhiêu người, ít nhất 200 vạn trở lên a. Lớn quốc chiến đều là quân đội tham chiến, những quân nhân kia rất nhiều niên kỷ đều vượt qua 30 tuổi, cả một đời cũng sẽ không có đại thành tựu, cái này hoàn toàn là vào đây chịu chết. Muốn Giang Dật xem cái này quốc chiến ý nghĩa ngay tại ở suy yếu lục quốc quốc lực, để bọn hắn bất luận cái gì một quốc đô không có cách nào nhất thống đại lục. Chỉ cần lục quốc kiềm chế lẫn nhau, không thể một nhà độc đại, như vậy Hoàng Triều liền có thể còn tiếp tục tồn tại, nếu không bất kỳ một cái nào các nước chư hầu nghĩ nhất thống đại lục đều sẽ trước diệt Thanh Long Hoàng Triều. Đương nhiên đây chỉ là Giang Dật một người phỏng đoán, nội tâm của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc, vì sao năm đó kia 6 cái đại quân binh lâm thành hạ lại không dám đánh vào cái này Thiên Tinh thành, vì sao hắn đều có thể nhìn ra, cái này quốc chiến là tại suy yếu lục quốc quốc lực, lục quốc nhưng như cũng như vậy hứng thú với quốc chiến. Quan văn tuyên đọc rất nhanh kết thúc, kia Hoàng Triều công chúa trên ngọc thủ một viên chiếc nhẫn màu đỏ sáng lên, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ ra trong tay hắn, tại thanh kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Thánh khí, Chiến Vô Song thở nhẹ một tiếng, trong con người đều là nóng rực. Thánh khí đại lục vô cùng ít ỏi, so cổ thần nguyên giới còn ít hơn, vũ khí loại thánh khí càng ít, lần này nhiều như vậy siêu cấp gia tộc công tử tiến vào quốc chiến, cũng là vì thanh kiếm này. Tiền Vạn Quán vốn đang dự toán, lần này quốc chiến thần du cường giả nhiều nhất hơn 100 người, rõ ràng đạt đến 300-400 người. Đương nhiên thêm ra đến nhiều người như vậy, đoán chừng chỉ có một nửa là chạy này Hỏa Long kiếm tới, còn lại một nửa thì là vì chém giết Giang Dật. Đây là một cái rất bá khí trường kiếm, thân kiếm khoảng chừng 7 thước, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, phía trên ẩn ẩn có hồng quang ở bên trong lưu chuyển, nhìn tựa như có một đầu hỏa long ở bên trong du động, liền xem như cái mù lòa cũng có thể cảm giác được thanh kiếm này không tầm thường. Cái này, thanh kiếm này, bên cạnh Giang Dật có chút khoa trương biểu lộ cùng lời nói, đưa tới Chiến Vô Song chú ý. Hắn nhìn lướt qua, mỉm cười nói, đây chính là lần này ban thưởng đi, thánh khí Hỏa Long kiếm, Giang Dật ngươi không phải gặp qua thánh khí sao, ngươi năm đó còn phá đi nhân vương ấn, vì sao ngạc nhiên như vậy? Giang Dật biểu lộ hoàn toàn chính xác có chút khoa trương, hắn không phải không gặp qua thánh khí, mà là thanh kiếm này hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Bởi vì, thanh kiếm này bên trên Hỏa Long văn, nhìn cùng hắn trong đan điền phong ấn không sai biệt lắm, còn cùng Hỏa Long châu bên trên du tẩu long văn không sai biệt lắm. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, giờ phút này trong ngực Hỏa Linh châu đột nhiên phát sáng lên, Giang Dật trong đầu cũng không hiểu dâng lên một cái phi thường kỳ dị suy nghĩ, tựa hồ có người tại im ắng thúc giục hắn để hắn tới gần thanh kiếm kia, đạt được thanh kiếm kia. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này Hỏa Linh châu cùng thanh kiếm này có liên hệ, nếu không vì sao cái này Hỏa Linh châu tại sao có thể có dị động? Giang Dật nội tâm khuấy động không thôi, con mắt nhìn qua gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, trong đầu suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, kém chút nhịn không được vọt thẳng đi qua tranh đoạt. Giang Dật, người thế nào? Bên cạnh Chiến Vô Song cảm giác không được bình thường, Giang Dật đôi mắt đều bên trong bắt đầu sáng lên hồng quang, tựa như một cái sói đói nhìn chằm chằm một khối thịt tươi. Hắn vội vàng kéo Giang Dật một cái, cũng may Hoàng Triều công chúa đem trường kiếm trên không trung khẽ múa về sau, rất nhanh thu vào cổ thần nguyên trong nhẫn, Giang Dật nội tâm sao động mới bình ổn lại. Ta nhất định muốn nắm lấy số một tên, thanh kiếm này ta nhất định phải đạt được. Giang Dật nuốt một miếng nước bọt, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, hắn không biết mình tại sao lại có cái này ý niệm kỳ quái. Nhưng hắn không hiểu cảm giác, thanh kiếm này cùng hắn có thể có loại không hiểu quan hệ, chí ít cùng Hỏa Linh Châu tuyệt đối có quan hệ. Lần này điểm tích lũy thu hoạch được người nhiều nhất, ban thưởng thánh khí Hỏa Long kiếm một cái. Cuộc chiến bắt đầu, toàn bộ tham chiến thành viên nhận lấy huy chương, tiến vào truyền tống trận. Hoàng triều công chúa ra lệnh một tiếng, nàng phía trước ba cái truyền tống trận phát sáng lên. Từng đội võ giả bắt đầu ở có thứ tự hướng truyền tống trận đi đến, dựa theo thực lực khác biệt nhận lấy khác biệt huy chương, cuối cùng tiến vào truyền tống trận, truyền tống vào tinh thạch bình nguyên bên trong. Giang Dật bảo trọng, mặc kệ có thể hay không đạt được quán quân, ngươi đều phải sống sót. Thế giới này nếu là không có ngươi, ta Chiến Vô Song hội cảm giác rất tịch mịch. Chiến Vô Song vỗ vỗ Giang Dật bả vai, dẫn đầu tộc nhân trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hắn cùng Giang Dật không giống, Giang Dật là đầu độc lang, khẳng định hội bốn phía du tẩu khai chiến. Mà hắn mang nhiều người như vậy, khẳng định là ngồi chờ, sở dĩ trước hết tiến vào tìm kiếm có lợi địa hình. Bảo trọng, Giang Dật phất phất tay, thân thể một mực không nhúc nhích, đợi chừng hơn một canh giờ, chờ Thủy Thiên Nhu bọn người không kiên nhẫn đi vào trước về sau, mới chậm rãi hướng một cái truyền tống trận đi đến. Chương 188, Bắc Lương Quốc võ giả. Giang Dật là tử phủ cảnh giới võ giả, nhận lấy huy chương là màu đỏ huy chương, người khác nếu là giết chết hắn đạt được cái này tấm huy chương, cũng liền đạt được 2 điểm chiến công, 2 cái điểm tích lũy. Huy chương này dùng nguyên lực luyện hóa, tâm niệm yên lặng tại huy chương bên trong, phụ cận phương viên trăm trượng khoảng cách, có đeo huy chương võ giả, các người hội cảm ứng được với nhau vị trí của đối phương. Truyền tống trận hội ngẫu nhiên đem người truyền tống đến bên trong, người không cần lo lắng đi vào tự có người vây giết ngươi. Quốc chiến trong vòng một tháng sau bên trong sở hữu người sống đều sẽ truyền tống ra, tốt, đi vào đi. Cấp cho huy chương Hoàng Triều hộ vệ hờ hững nói một câu, Giang Dật yên lặng đọc một lần, tiếp nhận huy chương nhấc chân đi vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, Giang Dật trước tiên mở to mắt bốn phía dò xét, xác định phụ cận không có võ giả về sau, hắn hướng phía trước một cái thạch phong bên trong kín đáo đi tới. Đem thân hình hoàn toàn che giấu tại thạch phong bên trong, Giang Dật lúc này mới có thời gian bốn phía liếc nhìn. Phụ cận là một mảnh hoang dã, nơi xa cũng có liên tục chập trùng núi nhỏ, nơi này cùng thiên quân trong mộ kỳ dị không gian đồng dạng, bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, bốn phía tia sáng cũng ám, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, không biết là trước kia lưu lại, vẫn là vừa rồi phụ cận có người chém giết. Trước tiên đem huy chương luyện hóa đi, dạng này mới có thể phát hiện địch nhân. Giang Dật nhanh chóng dùng nguyên lực vần quanh huy chương luyện hóa, rất nhanh hắn cảm giác được cùng huy chương này có một tia liên hệ, vội vàng tâm niệm yên lặng đi vào cảm ứng. Kết quả hắn cũng không có tại phụ cận cảm ứng được bất luận cái gì huy chương tin tức, xem ra phụ cận xác thực không có võ giả ẩn núp. Hắn con người nhất chuyển, lập tức đem huy chương thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong, trên người hắn không có huy chương, phụ cận cho dù có người đến cũng không cảm ứng được. Hắn nhanh chóng bắt đầu bỏ đi áo ngoài, theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một bộ màu đen y phục dạ hành, còn lấy ra một khối màu đen đầu sói mặt nạ mang lên, lúc này mới nhanh chóng bắt đầu hành tẩu. Mỗi lần hành tẩu mấy trăm trượng khoảng cách, Giang Dật lại lấy ra huy chương cảm ứng bốn phía một cái tình huống, xác định không có người sau lại lần tiến lên. Bôn tẩu hơn 10 dặm về sau, hắn phát hiện phía trước địa hình vậy mà biến ảo, phía trước không còn là hoang dã, ngược lại xuất hiện một cái sa mạc. Sa mạc, Giang Dật không dám đi về phía trước, tại trên sa mạc hành tẩu mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị người dò xét đến, mà lại truy sát cũng thuận tiện. Đương nhiên Giang Dật cũng không e ngại người truy sát, chỉ sợ bị vây giết. Tại hắn theo bản năng lấy ra huy chương tùy ý cảm ứng thoáng cái lúc, trong đầu lại hiển hiện hai cái điểm sáng màu đỏ, ngay tại sa mạc phía trước. Có người, hắn lập tức đem huy chương thu vào, thân thể vọt tới trốn vào trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua cây lá rậm rạp ánh mắt hướng sa mạc phương hướng nhìn lại. Hưu, phía trước trong sa mạc rất nhanh nổi lên một trận cuồng phong, hai thân ảnh mang theo một mảnh cát vàng theo trong sa mạc vọt tới, tốc độ rất nhanh chỉ là chớp mắt liền đã tới gần Giang Dật. Bắc Lương Quốc người, hai cái tử phủ cảnh. Giang Dật trong mắt sát ý lóe lên, nhưng không có lập tức động thủ, ngược lại ngừng thở thu liễm khí tức trên thân, chờ đợi hai người tới gần. Vừa rồi rõ ràng cảm ứng được bên này có người vì sao đột nhiên biến mất, chẳng lẽ tốc độ của người này nhanh như vậy? Bắc Lương Quốc võ giả cùng Bắc Mãng Quốc võ giả chiến giáp vẫn là có chênh lệch, Bắc Mãng Quốc chiến giáp lệch đơn giản thực dụng, Bắc Lương Quốc chiến giáp hoa lệ một chút, hai vị này võ giả đều mặc màu bạc chiến giáp, mặt trên còn có hoa văn, rõ ràng là Bắc Lương Quốc người. Giang Dật cảm ứng được hai người đồng thời, hai người cũng phát hiện hắn. Bất quá Giang Dật trước tiên đem huy chương thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong, Bọn hắn tự nhiên là không cảm ứng được, sở dĩ giờ phút này đều có chút mờ mịt nhìn chung quanh tìm kiếm. Hai người hồ nghi bốn phía liếc nhìn, bước chân cũng thả chậm, một người còn hướng Giang Dật trên cây nhìn lướt qua, bất quá Giang Dật thu liếm khí tức cũng ngừng thở, hai người xa như vậy khoảng cách căn bản không phát hiện được. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, Giang Dật yên lặng tính toán lấy khoảng cách, tại đối phương rời đi đại thụ xa 3 trượng thời điểm, thân thể của hắn động, như một cái liệp báo theo trên cây nhảy lên hạ bay đi, người giữa không trung một cái lóng lánh lam quang hắc lân kiếm gào thét mà ra, hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem hai người bao phủ đi vào. Địa giai võ kỹ, Phúc Phú kiếm chi hạ vũ khuynh bồn. Hai tên Bắc Lương quốc võ giả lập tức giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi sát khí nghiêm nghị con ngươi, còn có cái kia thanh dày đặc khí lạnh hắc lân kiếm, hai người dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên rút tay ra bên trong chiến đao, đón đỡ mà đi. Suy suy, không có trong dự đoán kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, chỉ có sắc bén binh khí phá vỡ vải rách thanh âm, hai người chiến đao biến thành gỗ làm, bị Giang Dật hắc lân kiếm trong nháy mắt chặt đứt, hắc lân kiếm đánh thẳng một mạch, tại hai người trên cổ lướt qua. Giang giác, một người cổ bị chặt đứt, đầu bay vụt mà lên, một người khác phản ứng được nhanh lui ra, nhưng chờ hắn vừa định quay người chạy trốn lúc, một đạo hắc quang sáng lên, Giang Dật một cái tay khác diệt thần nỏ phóng thích. Khoảng cách ngắn như vậy cái này Bắc Lương quốc võ giả tránh cũng không thể tránh, ngực bắn ra một đạo huyết vụ ầm vang ngã xuống đất, đôi mắt vẫn là sợ hãi cùng nghi hoặc. Hưu, Giang Dật hắc lân kiếm quét qua, triệt để đưa người này lên đường, lúc này mới nhanh chóng tại thân thể hai người bên trong tìm kiếm, tìm tới hai cái màu đỏ huy chương về sau, nhanh chóng rời đi. 4 điểm tích lũy tới tay, đem hai cái màu đỏ huy chương thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong, Giang Dật âm thầm gật đầu, cái này điểm tích lũy cũng dễ dàng tới tay a. Mặc dù không có hắc sắc nguyên lực tăng phúc, hắc lân kiếm hẳn không có thiên khí uy lực, nhưng nói thế nào đều là linh khí, bình thường võ giả trong tay bảo khí căn bản không thể chống đối. Trọng yếu nhất chính là hắn có không gian thần khí, người khác không thể dò xét đến vị trí của hắn, cái này cho hắn tốt nhất đánh lén cơ hội. Huy chương này ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, là truy sát địch nhân tốt nhất lợi khí, cổ thần nguyên giới loại hình không gian thần khí quá ít, người tiến vào căn bản sẽ không đi phương diện kia suy nghĩ, dùng hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Hắn không có hướng trong sa mạc đi đến, mà là tiếp tục hướng hoang dã một phương hướng khác chạy đi, tại trong sa mạc rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, coi như hắn có Ngân Nguyệt Yêu Lang, bị người vây lên sợ là cũng rất khó đào tẩu. Tại hoang dã bên trong có núi nhỏ xâm lâm che giấu, coi như đến 100 thần du cường giả, hắn cũng có lòng tin phá vây. Tiếp tục bôn tẩu, một bên dùng huy chương cảm ứng phụ cận địch nhân, cái này tinh thạch bình nguyên hiển nhiên rất lớn, Giang Dật bôn tẩu thời gian một nén nhang không còn có phát hiện một địch nhân. Cái này quốc chiến liền là vào đây giết người, sở dĩ tại Giang Dật trong lòng đã sớm có rõ ràng định nghĩa, ngoại trừ Linh Thú Sơn học viện học viên cùng chiến ra cùng tiền ra người còn lại đều là địch nhân. Nếu là địch nhân tao ngộ nhất định chém giết, không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay, nếu không chết người đem sẽ là chính hắn. Phía trước có cái hẻm núi, Giang Dật chạy lên một cái ngọn núi nhỏ, thật xa liền thấy phía trước có một đầu to lớn hẻm núi, ngăn trở hắn con đường đi tới. Chờ hắn bôn tẩu đến hẻm núi phía trên, hướng phía dưới nhìn một cái lúc, không nhịn được có chút khó khăn. Cái này tinh thạch bình nguyên nói là bình nguyên, địa hình làm sao như vậy kỳ lạ, chẳng lẽ lại hắn lại muốn chuyển hướng cái này hẻm núi sâu không thấy đáy, ai cũng không biết phía dưới có cái gì, căn bản là không có cách vượt qua. Được rồi, không đi, dù sao quốc chiến có tầm 1 tháng thời gian, trước ngồi chờ mấy ngày, để bọn hắn chém giết một trận, đến lúc đó đang xuất thủ, có thể dễ dàng đến rất nhiều huy chương. Giang Dật đôi mắt nhất chuyển có chủ ý, quốc chiến vừa mới bắt đầu, võ giả ở giữa rất khó tao ngộ, đại bộ phận võ giả trên thân cũng chỉ có một viên huy chương. Cái này tinh thạch bình nguyên quá lớn, tìm kiếm cũng phiền phức, không bằng chờ bọn hắn chém giết mấy ngày, có thể còn sống sót võ giả, trên người huy chương cũng tự nhiên nhiều. Chương 189, còn có thể trốn. Hưu, hắn thân thể hướng hẻm núi bay vọt mà xuống, rơi xuống mấy chục trượng lúc, trong tay hắc lân kiếm đột nhiên xuất hiện, đối vách đá đâm tới. Hắc lân kiếm chém sắt như chém bùn, tự nhiên nhẹ nhõm đâm vào vách đá, Giang Dật thân thể cũng ngừng hạ xuống. Hắn dùng một cái tay bắt lấy vách đá, hắc lân kiếm lấp lánh, rất nhanh tại trong vách đá đào ra một cái sơn động nhỏ. Thỏ khôn có 3 hang, trước đào mấy đầu thông đạo, chuẩn bị kỹ càng đường lui. Hắc lân kiếm khẽ động, cái này thanh thạch có thể trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, Giang Dật khai quật thông đạo cũng nhanh, hắn nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng đào móc thông đạo. Đào 2 đầu nối thẳng phía trên, đương nhiên không dám đem phía trên nhất mặt đất đào xuyên, dạng này sẽ bị người phát hiện, lưu lại 1 trượng khoảng cách, đến lúc đó muốn chạy trốn có thể nhẹ nhõm phá vỡ mặt đất chạy ra. Đào xong lui lại 2 đầu thông đạo về sau, Giang Dật quay người trở về, lại bắt đầu hướng phía dưới khai quật thông đạo, cuối cùng rời đi mặt đất trăm trượng khoảng cách lúc ngừng lại, đào móc một cái động đá nhỏ, ngay tại bên bờ vực, dạng này lại nhiều một con đường lùi. Ngay tại cái này lại 3 năm ngày, khoảng cách này phía trên có người ta có thể đơn giản cảm ứng được. Giang Dật nhẹ gật đầu, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trên người hắn huy chương bỏ vào Hỏa Linh Châu bên trong, phía trên cho dù có người đi ngang qua, cũng không thể cảm ứng được hắn. Mỗi lần tu luyện 1 canh giờ, Giang Dật hội tỉnh táo lại, dùng huy chương cảm ứng bốn phía một cái tình huống. Xác định không ai về sau, lần nữa bắt đầu tu luyện 4-5 cái canh giờ về sau, hắn bắt đầu chuyển luyện Phong Ảnh Kiếm, đối chống trải vách núi không ngừng vung ra Hắc Lân Kiếm. Cái này Phong Ảnh Kiếm đã sớm tinh thông, đáng tiếc luôn luôn không có đạt đến đại thành tình trạng, không thể hình thành khí chàng áp bách địch nhân. Dùng Giang Dật ngộ tính như vậy đều tìm hiểu lâu như vậy, có thể thấy được cái này địa giai thượng phẩm võ kỹ tu luyện chi nạn. Luyện tập 1 canh giờ, Giang Dật lấy ra một khối màu bạc trường lăng, tiếp tục luyện hóa. Cái này Ma Thiên Lăng hắn đều luyện hóa mấy tháng, đáng tiếc còn không thể thôi động. Hắn cũng không nhụt chí có thời gian tự luyện hóa, đây chính là thiên khí, nếu là hoàn toàn có thể thúc giục lời nói, đối với hắn chiến lực thế nhưng là có tăng lên rất nhiều. Có người, Giang Dật tại sau nửa canh giờ, theo thường lệ lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái, phát hiện phía trên có 5 cái màu đỏ điểm sáng, hắn trong nháy mắt đem huy chương cùng Ma Thiên Lăng thu vào, lỗ tai bám vào mặt đất lắng nghe động tính. Suy suy, mặt đất truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, thanh âm kia cũng càng lúc càng lớn, rất rõ ràng phía trên mấy người chính nhanh chóng khai quật thông đạo xuống tới. Giang Dật đứng lên, nhếch miệng cười nói, bị phát hiện hắc hắc, các ngươi chủ động chịu chết, trách không được ta. Phía trên mấy người xác thực phát hiện Giang Dật, bọn hắn có mấy người, thời khắc đều có một người thông qua huy chương cảm ứng phụ cận tình huống, dò xét địch nhân. Giang Dật một lấy ra huy chương trong nháy mắt bị dò xét đến, mấy người cũng không do dự nhanh chóng dùng trong tay binh khí hướng phía dưới khai quật thông đạo, vọt xuống tới. Chỉ là, bọn hắn đào một hồi, lại phát hiện không cảm ứng được Giang Dật huy chương. Mấy người mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có dừng lại tiếp tục khai quật thông đạo, không có qua quá lâu đả thông Giang Dật khai quật thông đạo, bọn hắn lập tức hưng phấn lên, nhanh chóng theo thông đạo hướng phía dưới vọt tới. Giang Dật bằng vào tốc độ của mấy người đại khái cảm ứng thoáng cái thực lực của đối phương, phát hiện đều là tử phủ cảnh về sau, hắn thân thể không nhúc nhích tựu đứng tại trong thông đạo, hoành đao lập mã chờ đợi mọi người vọt tới. Hưu, mấy người tốc độ không tệ rất nhanh liền từ phía trên thông đạo bay vụt mà xuống. Phía trước nhất một người là tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả, trong tay một cái chiến đao lóng lánh rét lạnh lạnh ý, kia lạnh thấu xương sát khí còn khoảng cách hơn 10 trượng khoảng cách liền đem Giang Dật bao phủ đi vào. Thông đạo là nghiêng nghiêng hướng phía dưới đào tới, Giang Dật đào thời điểm cũng đào đến rất rộng, đường kính có phương viên 7-8 thước, sở dĩ phía trên bôn tẩu mà đến người đơn giản thấy được hắn. Phía trước nhất kia tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả, nhìn thấy Giang Dật đứng tại trong thông đạo bất động, còn mang theo đầu sói mặt nạ nhìn rất là dữ tợn, bước chân dừng lại có chút chần chờ. Chỉ là người phía sau đã nổ bắn ra mà xuống, cái này tử phủ cảnh võ giả cũng chỉ có thể cắn răng hướng phía dưới phóng đi, trong tay chiến đao như một đầu độc long hướng Giang Dật đâm thẳng tới. Hắc hắc, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, đầu sói mặt nạ chỉ là che khuất cái mũi trở lên bộ vị, sở dĩ hắn cười nhìn càng thêm dữ tợn. Hắn xác định những người này không phải chiến gia cùng tiền gia người về sau, không chần chờ chút nào, chờ đối phương cách hắn 3 trượng lúc, hai tay đột nhiên xuất hiện 2 thanh màu đen nỏ máy, 2 đạo hắc quang bắn thẳng đến mà đi. Trốn, cái này tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả đôi mắt co rụt lại, thân thể bản năng nghĩ hướng về sau mặt bên cạnh tránh né. Vấn đề là, lối đi này chỉ có rộng như vậy, đằng sau vẫn là theo nhau mà đến đồng đội, hắn hướng nơi đó bỏ chạy. Hắn cuối cùng chỉ có thể ra sức vung vẩy trường đao trong tay ngăn cản, nhưng khoảng cách gần như thế, diệt thần nỏ tốc độ khủng bố như vậy, hắn có thể đẩy ra một cái cung tên đã tính toán đáng quý. Mặt khác một cái cung tên làm sao tránh. Suy suy, bộ ngực hắn lập tức phá vỡ một cái lỗ thủng to, huyết tiễn tiêu xạ mà ra, thân thể cũng bị cường đại xung lực đập bay ra ngoài, đều đem sau lưng một người nện đến ầm vang ngã xuống đất. Hưu, Giang Dật thân thể cũng động, thân thể như dao long bắn đi ra, 2 tay diệt thần nỏ không ngừng thay phiên xuất hiện, 8 cái cung tên phá không mà đi. Mấy đạo kêu thảm vang lên, lối đi này bên trong vận dụng diệt thần nỏ giết người quá thuận tiện, Giang Dật có 10 chuôi diệt thần nỏ. Thật sớm sắp xếp gọn cung tên, lấy ra dùng chính là. Lao xuống người có 6 cái, tại Giang Dật một vòng này diệt thần nỏ công kích phía dưới, 3 người bị trực tiếp bắn chết, 1 người trọng thương, 1 người bị thương nhẹ, còn có 1 người hoảng sợ lui nhanh. Con vịt đã đun sôi, sao có thể để hắn bay. Giang Dật thân thể bay đi, Hắc Lân kiếm tại thụ thương trên thân 2 người lướt qua, chém giết 2 người sau hướng chạy trốn người kia phóng đi. Đáng tiếc tốc độ của người nọ là tử phủ cảnh ngũ trọng, Giang Dật chỉ có tử phủ cảnh nhị trọng, không thể vận dụng hắc sắc nguyên lực, tốc độ của hắn cũng chậm rất nhiều, đuổi một hồi khoảng cách của hai người càng kéo càng xa. Hưu, người kia rất nhanh xông ra địa động, không dám ở cửa hang chặn giết Giang Dật, hướng nơi xa chạy như điên, hiển nhiên bị Giang Dật diệt thần nỏ dọa cho bể mật gần chết. Còn có thể trốn, Giang Dật thân thể từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, nhìn thấy xa xa chạy trốn bóng lưng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, quát khẽ Ngân Nguyệt Yêu Lang, ra. Trong tay hắn linh thú phủ lóe lên, một cái màu lam cự lang xuất hiện, Giang Dật trên thân bay vọt mà lên hóa thành tàn ảnh hướng người kia đuổi theo. Tên kia võ giả nghe được phía sau phá không thanh âm, cảm nhận được lạnh thấu xương sát cơ, đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một cái trường kiếm màu đen mang theo tử thần khí tức phá không mà đến, tốc độ kia nhanh chóng căn bản dung không được hắn tránh né. Hắc Lân kiếm lướt qua, người này thân thể lập tức bị chém giết thành hai đoạn. Ngân Nguyệt Yêu Lang tốc độ quá nhanh, Giang Dật mượn yêu lang chi lực chém giết người này quá đơn giản. Đem Ngân Nguyệt Yêu Lang thu nhập linh thú phù, Giang Dật tìm tới trên người người này huy chương, đồng thời đem hắn chiến đao cũng thu vào, cái này dù sao cũng là bảo khí, lãng phí đáng tiếc. Thu thập tốt chiến lợi phẩm, Giang Dật theo bản năng lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bên tai cũng rất nhanh nghe được một tràng tiếng xé gió, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bên trái đằng trước quét tới, trong con người đều là ngưng trọng. Lui, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên hướng trong thạch động thối lui, bởi vì phía trước tới mấy chục người. Hắn thông qua huy chương cảm ứng, bên trong còn có hai cái điểm sáng màu đen, điều này nói rõ cái này mấy chục người bên trong, có hai cái thần du cường giả. Chương 190, chiến vẫn là trốn. 40, 50 người, trong đó còn có hai tên thần du cường giả. Là trốn hay là chiến? Cái này khiến Giang Dật có chút xoắn xuýt, giống như trốn trước tiên cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang, hẳn là có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Chỉ là 40, 50 người, đây chính là hơn 100 điểm tích lũy, từ bỏ có thể tiếc. Cuối cùng Giang Dật theo thông đạo dưới lòng đất vọt vào, chuẩn bị nhìn xem tình huống, vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy xuống hẻm núi chạy trốn. Hắn một đường lao nhanh, một đường nhanh chóng lắp đặt 10 chuôi diệt thần nỏ cung tên. Các loại chờ xông vào dưới mặt đất trong thông đạo về sau, hắn nhanh chóng thu hồi mấy người trên người huy chương, bảo khí, còn có trên đất cung tên, cái này diệt thần nỏ cung tên thế nhưng là đặc chế, lãng phí đáng tiếc. Vù vù, truy binh rất mau tới, bất quá mấy chục người không có chen chúc mà xuống, mà là tới 4 cái. Giang Dật lần này không có đem huy chương của mình thu vào đi, mà là không ngừng thông qua huy chương cảm ứng, phán đoán đối phương hành tung. Hừ, chỉ phái 4 người xuống tới đây cũng quá xem thường ta đi, bất quá dạng này vừa vặn, ta có thể từng cái đánh giết. Giang Dật hoành đao lập mã đứng tại trong sơn động, chờ đợi người của đối phương lao xuống, trong tay hai thanh màu đen cung tên giấu ở trong tay áo, tùy thời chuẩn bị công kích. Hưu, 4 người kia rất nhanh nổ bắn ra mà xuống, mặc trên người màu trắng chiến giáp, cũng không biết là nước nào võ giả, nhìn thấy Giang Dật đứng tại trong thông đạo, mấy người đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiếp tục nổ bắn ra mà tới. Suy suy, Giang Dật các loại chờ khoảng cách song phương đạt tới 3 trượng lúc lập tức khởi động diệt thần nỏ, cung tên bắn ra về sau, hắn nhanh chóng đem cái này hai thanh diệt thần nỏ thu vào đi, lại lấy ra mặt khác hai thanh diệt thần nỏ tiếp tục bắn ra cung tên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thông đạo quá nhỏ hẹp, bọn hắn vẫn là từ phía trên hướng phía dưới vọt tới, tốc độ quá nhanh căn bản né tránh không được, 4 người đều trong nháy mắt chết thảm tại diệt thần nỏ phía dưới. Cái này diệt thần nỏ dùng quá tốt, sớm biết tìm tiền vạn quán muốn mấy trăm thanh, ta đứng tại cái này, đến bao nhiêu người đều có thể bắn chết a. Giang Dật âm thầm cảm khái, có loại một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác. Hắn thân thể nhanh chóng nhảy tới, đem 4 người trên thân huy chương thu thập lại, binh khí cùng cung tên cũng không có rơi xuống. Bất quá lần này hắn cũng không có đem 4 cái huy chương lập tức thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong, mà là bày ra dưới đất, sắp xếp gọn diệt thần nỏ cung tên sau đứng ngạo nghễ ở trong đường hầm, chờ đợi người ở phía trên liên tục không ngừng đi tìm cái chết. Người ở phía trên nghe được trong động đất kêu thảm, toàn bộ sắc mặt người thay đổi, một tên thần du cường giả âm lãnh con người chuyển động một vòng, quát lớn, lại xuống đi 10 người, cẩn thận một chút. Bị thần du cường giả ánh mắt đảo qua 10 người, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Vừa rồi đi xuống 4 người thế nhưng là trực tiếp bị miểu sát a, bọn hắn dạng này lao xuống đi xác định sẽ không cùng dạng bị miểu sát. Chỉ là hai tên thần du cường giả không nhúc nhích ý tứ, 10 người chỉ có thể cắn răng hướng địa động hạ phóng đi, 10 người tốc độ không dám quá nhanh, một bên bôn tẩu, còn một bên lợi dụng binh khí đem thông đạo mở rộng một chút, miễn cho đến lúc đó trốn không tiện. Rất nhanh 10 người vào tới dưới mặt đất, khi bọn hắn mượn mở tối tia sáng hướng phía trước nhìn lại, cũng không có thấy có người. Bọn hắn 4 tên đồng bạn hoàn toàn chính xác chết rồi, phụ cận còn có mấy cỗ thi thể, cũng không nhìn thấy có người sống. Rất nhanh 10 người ánh mắt đều khóa chặt một cỗ thi thể, bởi vì thi thể kia trên thân còn có yếu ớt khí tức, bất quá toàn thân đều là huyết, tựa hồ bị trọng thương. 10 người thông qua huy chương cảm ứng thoáng cái, xác định cái này bị trọng thương người liền là Giang Dật, lập tức đại hỉ, bất quá ngược lại là không có mạo muội tiến lên, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần. 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, Giang Dật tự nhiên không phải thụ thương, hắn hiển nhiên là trang, khí tức trở nên yếu ớt cũng là trang, chính là vì để đám người này tới gần. Tại 10 người bách kích hắn 3 trượng khoảng cách lúc, hắn thân thể đột nhiên bắn lên, hai thanh đã sớm chuẩn bị xong diệt thần nỏ phóng thích. Đồ sát lần nữa bắt đầu, khoảng cách quá gần, trước mặt mấy người căn bản tránh né không ra, Giang Dật bắn ra 10 cái cung tên về sau, thân thể bắn tới, Hắc Lân kiếm xuất hiện, đối hoảng sợ triệt thoái phía sau mấy người phóng đi. Suy suy, kiếm quang lấp lánh, Hắc Lân kiếm vô cùng sắc bén, vậy đến không bằng chạy trốn trong tay hai người binh khí trong nháy mắt bị chém đứt, tiếp theo bị đâm chết. Ban đầu quay người chạy trốn ba người ngược lại là lui đến tốc độ đầy đủ nhanh, các loại chờ Giang Dật chém giết hai người này về sau, bọn hắn đã hướng lên trên mặt chạy như điên. Suy suy, Giang Dật trường kiếm lấp lánh, sẽ bị diệt thần nỏ bắn ra trọng thương mấy người chém giết, lúc này mới nhanh chóng thu thập tất cả huy chương cùng cung tên, đồng thời nhanh chóng cho diệt thần nỏ lắp đặt cung tên. Hắn theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra một cùng dây thừng dài, hướng bên dưới vách núi ném đi, chuẩn bị tùy thời rút lui. Hắn biết rõ, chém giết 11 người, đối phương thần du cường giả khẳng định ngồi không yên, vòng tiếp theo công kích tuyệt đối sẽ rất khốc liệt. Hừ, phía trên hai vị thần du cường giả nghe được trốn tới ba người báo cáo về sau, một người lập tức hừ lạnh một tiếng, diệt thần nỏ người này khẳng định là thần võ quốc siêu cấp gia tộc, lão nhị, chúng ta phối hợp chém giết người này, đem cái này mấy cái diệt thần nỏ đem tới tay. Một tên khác thần du cường giả nhẹ gật đầu, hắn thân thể lập tức hướng hẻm núi bên cạnh vách đá chạy đi, làm thủ thế về sau, thân thể đột nhiên bay vọt mà xuống, bên này thần du cường giả cũng như thiểm điện nhanh chóng hướng địa động hạ phóng đi. Tiền hậu giáp kích, Giang Dật một mực tại thông qua huy chương cảm ứng cái này hai tên thần du cường giả hành tung, cảm ứng được một người theo trên vách đá lao xuống về sau, hắn không chỉ có không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại nhếch miệng cười. Giống như hai người một trước một sau vào tới, hắn còn sẽ có ta cố kỵ, tách ra hành động cái kia chính là chính mình muốn chết. Hưu, hắn coi thường theo trong động đất vào tới thần du cường giả, thân thể hướng hang đá một bên khác phóng đi, không đợi hắn vào tới vách đá một bên, một thân ảnh quả nhiên từ bên ngoài nổ bắn ra mà đến, trong tay nguyên lực vờn quanh, chuẩn bị nguyên lực ngoại phóng chém giết Giang Dật. Địa hỏa, Giang Dật chợt quát một tiếng, Hỏa Linh Châu bên trong địa hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, đơn trưởng nhanh chóng ném ra, kia địa hỏa lập tức gào thét mà đi, đem kia thần du cường giả quét sạch đi vào. Một đạo kêu thảm vang lên, địa hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, để cái này thần du cường giả căn bản không thể trốn đi đâu được, trong nháy mắt tự bị thiêu đốt thành cho tàn, trên người binh khí cũng dung thành nước thép. Một viên màu đen huy chương lại quỷ dị từ trên người hắn rơi ra ngoài, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, vậy mà không có bị thiêu hủy. Cái này, một tên khác thần du cường giả vừa mới lao xuống, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hắn đôi mắt co rụt lại quay người chạy trốn ra ngoài. Hưu, Giang Dật một tay bắt lấy giữa không trung huy chương, thân thể hướng hỏa bạo bắn đi, ánh mắt lạnh lẽo như băng sơn, hắn các loại chờ, địa hỏa tự động được thu vào Hỏa Linh Châu về sau, lập tức triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang bắn tới. Mau trốn, thần du cường giả chạy trốn sau khi ra ngoài, lập tức bạo hống, chính mình không có nửa điểm dừng lại hướng nơi xa chạy bắn đi. Hưu, Giang Dật thân thể rất nhanh theo trong địa động lao ra, người giữa không trung trong tay hắn linh thú phủ quang mũi nhọn lóe lên, Ngân Nguyệt Yêu Lang biến mất, trên thân lại toát ra kinh khủng hỏa diễm, trong chốc lát đem phụ cận mấy chục người đều bao phủ đi vào. Ngoại trừ một hai người hét thảm một tiếng về sau, những người còn lại kêu thảm đều không có phát ra, lập tức bị đốt cháy thành bột mịn. Giang Dật thân thể nhanh chóng chấp động, không ngừng nắm lên rơi xuống đất huy chương, chờ sở hữu huy chương cất kỹ về sau, địa hỏa cũng đã biến mất. Hắn lần nữa triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang hướng kia chạy trốn thần du cường giả đuổi theo. Đã khai giết, Giang Dật đương nhiên sẽ không dừng tay. Nếu không cho cái này thần du cường giả trốn, nói không chừng hành tung của hắn cũng sẽ bại lộ, Ngân Nguyệt Yêu Lang quá rõ ràng, một khi truyền ra Thủy Thiên Nhu bọn người sẽ lập tức biết rõ hắn ở phụ cận đây. Chương 191, Hồn Ấn. Hưu, hoang dã bên trong, một tên thần du nhị trọng cường giả đoạt mệnh lao nhanh, hắn trong con người đều là hoảng sợ, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hắn phát hiện phía sau vừa đến tàn ảnh dùng tốc độ khủng khiếp vào tới về sau, hắn thân thể đột nhiên ngừng lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, thậm chí binh khí trong tay đều vứt trên mặt đất, quát lớn: ta đầu hàng, huy chương ta cho ngươi, trên người ta đồ vật đều cho ngươi, chỉ cầu đại nhân lượn quanh ta một mảng. Giang Dật cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang nhanh chóng chạy tới, thấy cảnh này có chút kinh ngạc, cũng rất là xem thường, đã dám vào quốc chiến đến, vậy sẽ phải làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, một cái thần du cường giả sao có thể như thế, không có cốt khí, không chỉ có đầu hàng còn hướng hắn quỳ xuống. Hắn giết người chưa từng nương tay, đối với người này làm dáng càng là nội tâm xem thường. Sở dĩ hắn chỉ là dừng một chút, trong tay một cái diệt thần nỏ tự phát sáng lên, chuẩn bị diệt sát người này. Hỏa Linh Châu bên trong hỏa diễm tùy thời chuẩn bị phóng thích, người này nếu là dám có dị động, khoảng cách gần như thế tuyệt đối có thể trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi. Vượt quá Giang Dật ngoài ý liệu, người này lại không có phản kháng, cũng không có ngoại phóng nguyên lực, mà là không ngừng trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân, đừng giết ta à. Ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có mấy tuổi nhi nữ, đại nhân giết ta mà nói, các nàng tuyệt đối sẽ bị cừu gia của ta giết chết. Suy suy, diệt thần nỏ mà ra, tại thời khắc mấu chốt Giang Dật chết đi một chút, sát người này lỗ tai, xuất vào bên cạnh trên một cây đại thụ, đem cái này thần du cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, hổ khu run rẩy. Giang Dật chần chờ, giống như chém giết người này nói hắn lương tâm hội bất an, cứ như vậy thả hắn, lại sợ hành tung bị truyền đi, trong lúc nhất thời tình thế khó xử. Đại nhân, người kia nhìn thấy Giang Dật đôi mắt lấp lóe, hiển nhiên đang suy nghĩ, vội vàng không ngừng dập đầu nói ra, đại nhân, cầu ngươi đừng giết ta, ta là bị cừu địch hãm hại, bị gia tộc cưỡng ép mệnh lệnh vào đây chịu chết, ta cũng không muốn tham gia cái này quỷ quốc chiến. Chỉ cần đại nhân không giết ta, ta có thể cho đại nhân làm nô lệ, giúp đại nhân giết người thu hoạch được điểm tích lũy, chỉ cầu đại nhân quốc chiến sau cho ta tự do là đủ. Nô lệ, Giang Dật tâm thần khẽ động, thu một cái thần du nhị trọng võ giả làm nô lệ cũng không tệ, chỉ ít tao ngộ nguy hiểm tình huống có thể để hắn trước cản thoáng cái, có hắn phối hợp lại, giết địch cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Hừ, bất quá Giang Dật rất nhanh kịp phản ứng, bên người mang theo một cái thần du cảnh võ giả, hắn sợ là một tháng này đều không cần đi ngủ, ngày đêm đều phải đề phòng người này, nếu không trong lúc ngủ mơ, người này đột nhiên đánh lén hắn chết như thế nào cũng không biết. Đại nhân, người đừng động thủ, người nghe ta nói. Nghe được Giang Dật hừ lạnh, nhìn thấy hắn đôi mắt bên trong lạnh ý, người này lập tức minh bạch Giang Dật lo lắng cái gì, tựa hồ sợ Giang Dật động thủ, vội vàng dập đầu nói, đại nhân, ta có thể dâng ra hồn ấn, chỉ cần hồn khác ở trong tay ngươi, ngươi nếu là chết ta cũng phải chết. Sở dĩ ta là tuyệt đối không dám động ý đồ xấu, ta chỉ cầu đại nhân quốc chiến sau trả lại hồn ấn cho ta, thả ta tự do là được. Hồn ấn, Giang Dật đôi mắt sáng lên, thứ này hắn nghe nói qua, nhưng cụ thể không phải hiểu rất rõ. Nghe nói đây là một môn rất tà ác linh hồn chi thuật, cường đại linh hồn cường giả có thể trực tiếp đem võ giả một tia linh hồn luyện thành hồn ấn, có hồn khác ở tay cái này võ giả liền là hắn cả đời nô bộc. Dám can đảm có nửa điểm dị động, bóp nát hồn ấn cái này võ giả lập tức sẽ chết. Không nghĩ tới người này nắm giữ môn này tà thuật, còn có thể chính mình đem linh hồn của mình luyện thành hồn ấn. Tốt ha, Giang Dật trầm ngâm thoáng cái, mở miệng nói, người luyện chế hồn ấn đi. Có khác nửa điểm dị động, nếu không hậu quả ngươi biết. Đa tạ đại nhân, cái này thần du cường giả lập tức dập đầu một cái, sau đó ngồi xếp bằng, trong đầu của hắn đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, tiếp theo một cái hư ảnh theo linh hồn hắn bên trong xuất hiện, cuối cùng ngưng kết thành một cái ngón út lớn như vậy hắc ấn. Đại nhân, đây chính là của ta hồn ấn, ngươi nếu là bóp nát hồn ấn ta lập tức sẽ chết. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đại nhân nô bộc. Người kia vẫn là quỳ gối, hai tay nâng hồn ấn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói ra, bất quá, hy vọng đại nhân tuân thủ hứa hẹn, quốc chiến sau thả ta rời đi. Lấy ra đi, Giang Dật khẽ vuốt cằm, người kia đem tiểu ấn vứt ra tới, Giang Dật tiện tay chảo một cái, ánh mắt một mực khóa chặt người này, trong tay mặt khác một cái diệt thần nỏ xuất hiện, nếu là người này có dị động, hắn đồng dạng hội giết chết. Người này tựa hồ rất rõ ràng chính mình không phải Giang Dật đối thủ, từ đầu đến cuối đều không có loạn động, để Giang Dật trong nội tâm sát ý một yếu. Tại hắn bắt lấy kia hồn ấn một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia hồn ấn quang mang lóe lên, đột nhiên biến mất tại Giang Dật trong lòng bàn tay, một cỗ tà dị năng lượng tràn vào bên trong thân thể của hắn, như thiểm điện hướng linh hồn hắn phóng đi. Bị lừa rồi, Giang Dật thân thể chấn động, bản năng khởi động diệt thần nỏ, nhưng này quỷ thần du cường giả lại tựa như tia chớp hướng bên cạnh lăn đi, nhẹ nhõm tránh thoát diệt thần nỏ, hắn một tay bắt lấy vứt trên mặt đất trường đao, thân thể bắn lên, khóe miệng đều là tàn cười, khinh bỉ ra mặt nói ra, ngu xuẩn. Hồn ấn là kim sắc, ngươi chẳng lẽ không biết, ha 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 ha, bên trong lão tử phệ hồn thuật, ngươi tự ngoan ngoãn chịu chết đi, trên người ngươi chí bảo toàn bộ về lão tử. Hưu, hắn thân thể trong nháy mắt tiêu xạ mà đi, cũng không có nguyên lực ngoại phóng, mà là khai thác trực tiếp nhất thô bạo biện pháp, chuẩn bị dùng trường đao chém nát Giang Dật đầu. Giang Dật tại thời khắc này, đột nhiên ôm đầu theo yêu lang bên trên lăn lông lốc xuống tới. Kia Ngân Nguyệt Yêu Lang là linh thú, linh trí không cao, Giang Dật không dưới mệnh lệnh căn bản sẽ không công kích, đần độn đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem kia thần du cường giả hướng Giang Dật đầu hung hăng đánh xuống. Chết! Thần du cường giả trường đao bên trên quang mang lấp lánh, chỉ là trong nháy mắt tựu chạy vội tới, hắn chợt quát một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dật trong tay Hỏa Linh Châu, đều là vẻ tham lam. Ông! Đúng lúc này, Giang Dật trong thân thể linh thú phủ đột nhiên phát sáng lên, Hỏa Linh Châu tại thời khắc này cũng phát sáng lên. Tại Ngân Nguyệt Yêu Lang biến mất đồng thời, một cỗ kinh khủng hỏa diễm theo Hỏa Linh Châu bên trong gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đem cái này thần du võ giả bao phủ đi vào. Làm sao có thể? Thần du cường giả kinh hãi kêu to, cuối cùng thân thể bị thiêu cháy thành cho bụi, hắn đến chết trong mắt đều là kinh nghi, Giang Dật rõ ràng bên trong hắn tà thuật, vì sao có thể tại như thế thời gian có thể tỉnh táo lại. Hô! Giang Dật đình chỉ kêu thảm, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, chờ địa hỏa toàn bộ bị hấp thu vào Hỏa Linh Châu về sau, hắn mới đứng lên thở ra một hơi thật dài. Thật sự là hắn trúng chiêu, hắn vẫn là quá ngây thơ. Không nghĩ tới người này diễn kịch diễn chân thật như vậy, giấu sâu như vậy. Vừa rồi hắn diệt thần nỏ thế nhưng là kém chút bắn chết hắn, hắn quả thực là không có nửa điểm dị động, ra vẻ đáng thương trang nửa ngày, chỉ là vì để Giang Dật trúng chiêu, hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công. Nếu không phải Giang Dật Hỏa Linh Châu tại thời khắc mấu chốt che lại linh hồn, giờ phút này Giang Dật đều biến thành một cỗ thi thể. Quá nguy hiểm, Giang Dật mím môi một cái ba, âm thầm ghi nhớ, về sau vô luận bất kỳ tình huống gì cũng không thể nhân từ nương tay. Nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình, câu nói này quả nhiên không có nói sai. Chiêm chiếp, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim gọi đem hắn đánh thức, hắn mờ mịt ngẩng đầu quét qua, nhìn thấy một con chim lớn ở giữa không trung xoay quanh, trong con người hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này tinh thạch bình nguyên bên trong không phải không yêu thú sao, bầu trời tại sao lại xuất hiện một loài chim yêu thú? Không đúng, rất nhanh hắn tỉnh ngộ lại, nhanh chóng cầm lấy trên đất huy chương, triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang lập tức hướng nơi xa chạy như điên. Cái này tinh thạch bình nguyên bên trong hoàn toàn chính xác không có yêu thú, cái này đại điểu rất có thể là Trưởng Tôn gia nuôi dưỡng linh thú, dùng để truy tung địch nhân linh thú. Cái này đại điểu vừa rồi kêu một tiếng, rõ ràng là tại truyền tin cho Trưởng Tôn gia người, phát hiện chính mình hành tung. Chương 192, Thanh Cổ Trùng. Giang Dật đoán không sai, giờ khắc này ở hắn phía đông ngàn dặm một cái tiểu sơn ao bên trong, hơn 100 người chiếm cứ tại khe núi bên trong. Phụ cận ngẫu nhiên có võ giả theo phụ cận đi ngang qua, cảm ứng được bên này có vài chục tên thần du cường giả dọa đến tè ra quần bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Đám người này cũng rất kỳ quái, sau khi đi vào chưa từng truy sát võ giả, chỉ cần không ai trêu chọc bọn hắn, vẫn tại cái này ngồi chờ. Hưu! Dưới đỉnh núi một tên võ giả lao nhanh mà xuống, bôn tẩu đến hai tên hoa bào công tử trước mặt một gối quỳ xuống nói, Tam điện hạ, thiếu tộc trưởng, phát hiện Giang Dật hành tung, ngay tại phía tây ngàn dặm bên ngoài. Linh thú phản hồi về tới tin tức, phát hiện một đầu màu lam cự lang, đạt tới tam giai yêu thú tốc độ. Màu lam cự lang vẫn là tam giai. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền đôi mắt lập tức sáng lên, Trường Tôn Vô Kỵ khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, cười nói tam giai lang loại yêu thú chỉ có Ngân Nguyệt Yêu Lang tốc độ nhanh. Mà lại ngoại trừ Linh Thú Sơn học viện bên ngoài, người bên ngoài muốn đạt được linh thú phủ thật quá khó khăn, có được lang loại linh thú chỉ có Giang Dật một người. Hừ hừ, đừng nói hắn đem yêu lang lông tóc nhuộm thành màu lam, coi như đem lông toàn bộ rút, cũng trốn không thoát linh thú dò xét, trừ phi hắn không sử dụng yêu lang. Hạ Điền xoa xoa đôi bàn tay, lập tức hưng phấn hét lớn, người tới, chim bồ câu đưa tin cho Thủy tiểu thư, liền nói phát hiện Giang Dật hành tung, để nàng dẫn người cùng một chỗ vây giết. Không vội. Trường Tôn Vô Kỵ khoát tay nói, còn không có xác định, trước không muốn kinh động Thủy Thiên Nhu, nếu không đi không được gì tìm tòi nàng kia tính khí khẳng định hội nổi giận. Mà lại nha đầu này nói thật, ta còn sợ nàng chuyện xấu, chúng ta trước đi qua đi. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần vây lên, Giang Dật đó là một con đường chết, đến lúc đó ngươi xách theo Giang Dật đầu người, Thủy Thiên Nhu khẳng định hội càng cao hứng hơn. Vậy còn chờ gì? Hạ Điền cười ha hả, trong tay một viên linh thú phủ lóe lên, một cái to lớn hắc hổ xuất hiện. Hắn nhảy lên quát lớn, xuất phát. Băng Long, Trường Tôn Vô Kỵ cũng triệu hồi ra Băng Long, thân thể bay vọt mà đến, quát khẽ, linh thú tiếp tục truy tung Giang Dật hành tung, toàn bộ người bằng nhanh nhất tốc độ hướng Giang Dật chỗ địa phương tiến đến, chém giết Giang Dật thưởng tử kim ngàn vạn. Trường Tôn gia cùng Hạ Điền người nhất thời tinh thần chấn động, hơn 100 người tốc độ cao nhất lao nhanh, khí thế toàn thịnh, phụ cận ẩn núp võ giả toàn bộ dọa đến hồn phi phách tán. Cũng may Trường Tôn Vô Kỵ cùng Hạ Điền vào đây không phải thật tâm muốn tham gia quốc chiến, thuần túy là vì chém giết Giang Dật. Nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ lần này đạt được Trưởng Tôn gia toàn lực ủng hộ, phải tất yếu xử lý Giang Dật, bởi vì Giang Dật còn sống một ngày, Giang Nghịch Lưu địa vị tựu một ngày bất ổn, Giang Nghịch Lưu mẫu thân là trưởng tôn gia người, bọn hắn tự nhiên muốn bảo vệ hắn thượng vị. Giang Dật chạy hết tốc lực dòng dã nửa canh giờ, hắn cũng không biết chạy bao xa, nhưng phát hiện bầu trời cái kia đại điểu một mực đi theo hắn, hắn giờ phút này càng thêm xác định, cái này đại điểu liền là trưởng tôn gia nuôi dưỡng linh thú. Một đường đến, hắn tao ngộ mấy chục người, đều là tử phủ cảnh. Hắn vốn có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương, nhưng bởi vì không biết truy binh phía sau rời đi hắn bao xa, sở dĩ không dám trễ nãi thời gian. Ngân Nguyệt Yêu Lang tốc độ cũng quá nhanh, chợt lóe lên, kia mấy chục người rất nhiều ngược lại là nghĩ xuống tay với hắn, đáng tiếc căn bản đuổi không kịp. Ngừng, lần nữa bôn tẩu mấy ngàn trượng khoảng cách, nhìn thấy phía trên cái kia đại điểu còn tại bầu trời xoay quanh, hắn nhanh chóng thu hồi Ngân Nguyệt Yêu Lang, thân thể chui vào phía trước trong rừng. Ngân Nguyệt Yêu Lang quá chói mắt, hắn tiếp tục như vậy trốn, hành tung sẽ một mực bị cái này đại điểu dò xét đến, cuối cùng bị tứ phía biện pháp vò tới võ giả vây lên. Chỉ là, hắn bôn tẩu sau một thời gian ngắn, phía trước địa hình lần nữa cải biến, phía trước biến thành một mảnh hoang dã không có bất kỳ cái gì cây cối, trụi lùi, nếu là hắn dám lộ diện lời nói, kia đại điểu sẽ lần nữa khóa chặt hắn. Làm sao bây giờ, hắn con người lấp lóe không ngừng, đối phương khẳng định đã truy tung mà đến rồi, không trốn nữa rất nhanh sẽ bị vây lên. Đúng rồi, dưới mặt đất, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, tìm một cái ẩn nấp thạch phong phía dưới, Hắc Lân kiếm lấp lánh hướng phía dưới đào móc một cái lối đi, một đường hướng lòng đất phóng đi. Trong lòng đất ghé qua, mặc dù dạng này tốc độ càng chậm hơn, nhưng này con chim lớn khẳng định dò xét không tới, chỉ cần hắn dưới đất tiềm hành một đoạn thời gian, thoát khỏi cái này đại điểu dò xét, liền có thể nhẹ nhõm dùng Ngân Nguyệt Yêu Lang đào tẩu. Giang Dật chiêu này không tệ, cái này linh thú bởi vì đã mất đi Giang Dật bóng dáng, chỉ có thể ở mảnh này tùng lâm phụ cận xoay quanh. Tại Trường Tôn Vô Kỵ bọn người đến mảnh này tùng lâm về sau, Giang Dật thật sớm theo lòng đất tiềm hành hơn 10 dặm, theo một cái khác trong rừng xuất hiện, cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang bỏ trốn mất dạng. Vô Kỵ làm sao bây giờ a, Giang Dật tiểu tử này có Ngân Nguyệt Yêu Lang, chúng ta nghĩ vây giết hắn quá khó khăn. Trường Tôn gia người rất mau tìm đến Giang Dật khai quật địa động, tại linh thú tại phương viên trăm dặm dò xét một lần, không có tìm được Giang Dật về sau, tuyên cáo lần này vây giết thất bại. Hạ Điền biết được tin tức về sau, mặt mũi tràn đầy nổi giận đi tới cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói thầm. Đáng tiếc loại này linh thú quá ít, nếu không bốn phía phóng một cái Giang Dật không thể trốn đi đâu được a. Trưởng Tôn Vô Kỵ đáng tiếc thở dài, còn người lấp lóe trầm ngâm, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đắng buồn bực nói ra, không có biện pháp, chỉ có thể để Thủy Thiên Nhu mời Vân Hạc xuất thủ. Nhà ta tư liệu không sai, Vân Hạc tại man hoang trong núi lớn đạt được thượng cổ di trùng một trong Thanh Cổ Trùng. Cái này Thanh Cổ Trùng toàn bộ phóng suốt nhất định có thể đơn giản truy xét đến Giang Dật hành tung. Vân Hạc, Hạ Điền nhướng mày, quả quyết cự tuyệt nói, không được, Thủy Thiên Nhu nói, ai giúp nàng chém giết Giang Dật, nàng liền bồi hắn du ngoạn một tháng. Vân Hạc tiểu tử này là Thiên Huyền Quốc phương tử, mời hắn xuất thủ đây không phải là đem Thủy Thiên Nhu đưa cho hắn sao? Cái này Thủy Thiên Nhu niên kỷ nhỏ như vậy, kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị Vân Hạc tiểu tử kia chập chờn thoáng cái nói không chừng hội thất thân, ta cố gắng lâu như vậy tự phí công nhọc sức. Cũng là, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu, có chút đau đầu, cuối cùng cắn răng nói, kia đừng để Thủy Thiên Nhu mời, ta xuất ra một kiện thiên khí, ngươi cũng đem ngươi thiên khí lấy ra. Đưa tin cho Vân Hạc, chúng ta mời hắn giúp hắn, giống như chém giết Giang Dật, công lao vẫn là ngươi. Một tháng thời gian, dùng Tam Điện Hạ năng lực, chẳng lẽ còn không thể đem Thủy Nha đầu cho lên. Tốt ha, Hạ Điền suy nghĩ một chút, không thèm đếm xỉa khoát tay nói, ngươi phái người đi tìm Vân Hạc đi, chỉ cần có thể đạt được Thủy Thiên Nhu. Ngày này khí ta tự đưa cho hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫy tay một cái, hạ lệnh, để linh thú đi dò xét thoáng cái Vân Hạc hành tung, tìm tới hắn hậu truyền tin vào đi, mời hắn vận dụng Thanh Cổ Trùng hỗ trợ truy sát một người, sau khi chuyện thành công hai kiện thiên khí, 10 tên đỉnh cấp hồ nữ. Vẻn vẹn 2 canh giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ linh thú liền phát hiện Thiên Huyền Quốc 6 vương tử Vân Hạc hành tung. Hành tung của hắn quá tốt dò xét, bởi vì hắn giờ phút này ngồi tại một đầu thân thể cao tới 3 trượng cự viên trên vai trái. Bên cạnh đi theo hơn 100 người, trong đó còn có 50 người là đồng phục lục giáp mỹ nữ, lại là Thủy Nguyệt Quan người. Kia linh thú rất nhanh bay xuống tới, ngoài miệng ngậm một cái thùng thư, lao xuống một khoảng cách, đem thùng thư ném xuống. Vân Hạc thân thể bắn lên bắt lấy thùng thư, mở ra nhìn lướt qua, một tấm tuấn giật mặt đều là vẻ đùa cợt. Hắn u nhiên cười một tiếng, quay người hướng cự viên một cái khác trên bờ vai, ngồi Thủy Thiên Nhu nói ra, Thủy tiểu thư, Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ điền truyền tin tới. Để cho ta giúp hắn bọn họ truy sát Giang Dật đâu. Ha ha, xem ra bọn hắn là hết biện pháp, yên tâm đi, có bản vương tử xuất mã, thù này nhất định giúp người báo, không ra 5 ngày Giang Dật đầu người hai tay dâng lên. Chương 193, ngư ông thủ lợi, 4 ngày, lại đợi mấy ngày hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó có thể còn sống sót võ giả, trên người huy chương khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Giang Dật vừa mới tu luyện xong, nằm tại trong một thạch động nhai nuốt lấy lương khô. Cái sơn động này không phải hắn đào, là hắn tại một cái cự đại thạch phong bên trong tìm tới một cái ẩn nấp địa đạo, kéo dài đến lòng đất mấy trăm trượng, phía trên đi ngang qua người bằng vào huy chương căn bản không cảm ứng được, trừ phi đồng dạng có giống như hắn muốn tránh lên người, lại trùng hợp phát hiện cái này hang đá mới có thể tao ngộ. Ha ha, Trường Tôn Vô Kỵ Hạ Điền Thủy Thiên Nhu đoán chừng chính khắp thế giới tìm ta a, liền để hắn trước tìm một đoạn thời gian tốt. Nghĩ đến 3 ngày trước cái kia linh thú, Giang Dật càng thêm xác định trước tránh một đoạn thời gian ý nghĩ, ra ngoài lớn nguy hiểm, tao ngộ 1-2 tên thần du cường giả còn dễ nói, nếu là có 7-8 người đồng thời nguyên lực ngoại phóng, hắn liền xem như thần cũng muốn vẫn lạc. Mặc dù vào đây trước đó, hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, nhưng là không có người muốn chết. Vì đệ nhất hắn sẽ liều mạng, hội không để ý sinh tử, giống như có thể nắm lấy số 1, lại sống mà đi ra tinh thạch bình nguyên kia là không còn gì tốt hơn, dù sao nếu là hắn chết rồi, Giang Tiểu Nô sẽ cả một đời ngủ say. Ma Thiên Lăng, ăn xong lương khô, hắn lại bắt đầu luyện hóa Ma Thiên Lăng, trong khoảng thời gian này tu luyện Phong Ảnh Kiếm hòa luyện hóa Ma Thiên Lăng đều trở thành thói quen của hắn, mặc dù hắn không biết dạng này luyện hóa xuống dưới, cái này Ma Thiên Lăng có thể hay không để cho hắn sử dụng, Phong Ảnh Kiếm có hay không có cơ hội đại thành. Lấy ra Ma Thiên Lăng, Giang Dật phóng thích nguyên lực bắt đầu luyện hóa, trọn vẹn 1 canh giờ sau hắn mới bất đắc dĩ mở to mắt. Ma Thiên Lăng vẫn là không có nửa điểm phản ứng, hắn hồ nghi nhìn cái này màu trắng trưởng lăng, yêu sầu thì thào, cái này Ma Thiên Lăng muốn làm sao luyện hóa tiền vạn quán nói tu luyện linh hồn cường giả, luyện hóa ngày này khí vô cùng đơn giản, coi như luyện hóa thánh khí cũng dễ như trở bàn tay. Ta nếu là có thể đạt được một môn tu luyện linh hồn bí thuật, để linh hồn trở nên cường đại, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể luyện hóa cái này Ma Thiên Lăng. Giang Dật vốn là suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên đôi mắt sáng lên, kinh nghi, đúng rồi. Linh hồn của ta mặc dù không biết mạnh yếu, nhưng công kích linh hồn gần như đối ta vô hiệu a. Hỏa Linh Châu mỗi lần đều có thể truyền lại một cỗ năng lượng bảo vệ linh hồn của ta, ta có hay không có thể động dụng cái này năng lượng luyện hóa Ma Thiên Lăng đâu. Thử một chút, Giang Dật cảm thấy có chút có thể thực hiện, lấy ra Hỏa Linh Châu đem tâm thần yên lặng đi vào, nghĩ tìm kiếm loại kia tự động hộ chủ không hiểu năng lượng. Kết quả tìm thật lâu, Hỏa Linh Châu bên trong ngoại trừ hơn 30 mai Hỏa Linh Thạch, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, cùng địa hỏa bên ngoài, cái gì cũng không có. Địa hỏa, hắn quát khẽ, khống chế một tia địa hỏa bừng lên, Hỏa Linh Châu bên trong lập tức truyền lại một tia năng lượng hộ chủ, Giang Dật ý niệm cũng khóa chặt kia tia năng lượng, nếm thử khống chế. A, có hy vọng, kia tia năng lượng lúc đầu tại thân thể của hắn bên ngoài tự động hình thành một cái vòng bảo hộ hộ chủ, Hỏa Linh Châu hấp thu địa hỏa về sau, cái này không hiểu năng lượng sẽ tự động tiến vào Hỏa Linh Châu, nhưng giờ khắc này bị Giang Dật ý niệm khống chế lại bất động, dừng ở Giang Dật trong thân thể. Đây là năng lượng gì? Giang Dật cảm thụ được trong thân thể một đoàn trong suốt năng lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn chậm rãi khống chế cái này năng lượng hướng trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, lấy ra Ma Thiên Lăng dùng cái này năng lượng khép lại. Để Giang Dật mừng rỡ như điên sự tình phát sinh, cái này năng lượng lại phân ra một phần nhỏ trong nháy mắt tiến vào Ma Thiên Lăng bên trong, mà Giang Dật linh hồn cùng Ma Thiên Lăng tại thời khắc này đột nhiên có một tia liên hệ. Luyện hóa đơn giản như vậy tự luyện hóa, Giang Dật nháy mắt, có chút không dám tin tưởng. Tại hắn mơ hồ thời điểm, lòng bàn tay đoàn kia không hiểu năng lượng bởi vì không còn khống chế, nhanh chóng biến mất trong thân thể, tiến vào Hỏa Linh Châu bên trong. Ma Thiên Lăng, đi, Giang Dật cũng không đi quản kia không hiểu năng lượng, lập tức tâm niệm vừa động khống chế Ma Thiên Lăng hướng phía trước bay đi, kia Ma Thiên Lăng quả nhiên quang mang lóe lên bắn ra, trực tiếp xuất vào vách đá bên trong. Trở về, Giang Dật vội vàng quát khẽ một tiếng, dùng tâm niệm khống chế Ma Thiên Lăng bay trở về, cái này Ma Thiên Lăng tốc độ quá nhanh, sợ là tiếp tục để nó hướng phía trước bay đi, rất nhanh sẽ tìm không trở lại. Đồ tốt, các loại chờ Ma Thiên Lăng bay trở về, Giang Dật đưa tay bắt lấy, âm thầm sợ hãi than. Ma Thiên Lăng quá cứng rắn, Lưu lão cơ lão dùng ngoại phóng nguyên lực cũng không thể tổn thương một tia, coi như thần du cường giả cho Ma Thiên Lăng trói buộc lại, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Đi, Giang Dật ý niệm khống chế Ma Thiên Lăng ở bên người bắt đầu bay tới bay lui, cảm giác tựa như một cái u linh bay tới bay lui, tốc độ tuyệt đối so Ngân Nguyệt Yêu Lang nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng đạt tới thần du đỉnh phong tốc độ. Chỉ cần cái này quốc chiến bên trong không có linh hồn cường giả, có cái này Ma Thiên Lăng, ta có thể không sợ bất luận một vị nào thần du cường giả, đơn đấu nhẹ nhõm có thể giết chết. Giang Dật đại hỉ, Ma Thiên Lăng phối hợp địa hỏa Hỏa Linh Thạch, tuyệt đối là giết người lợi khí. Trước dùng Ma Thiên Lăng đem người trói buộc, lại thả ra địa hỏa thiêu chết chính là. Cái này quốc chiến bên trong người mạnh nhất hẳn là chỉ có thần du tam tứ trọng, một khi bị địa hỏa bao phủ, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, giống như đụng phải linh hồn cường giả, trong nháy mắt đem Ma Thiên Lăng cho luyện hóa, Giang Dật cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cha cha, Giang Dật khống chế Ma Thiên Lăng bay tới bay lui, chơi một hồi lâu mới đưa Ma Thiên Lăng thu tiến vào, âm thầm cảm khái cái này không hiểu năng lượng quả nhiên là đồ tốt, không chỉ có thể thích hỏa, còn có thể tự động bảo vệ linh hồn, còn có thể hỗ trợ luyện hóa Ma Thiên Lăng. Cái này Hỏa Linh Châu không hổ Vạn Long Thiên Quân trước khi chết đều lưu tại trên người trí bảo a. Phong Ảnh Kiếm, Giang Dật ngồi một hồi, bắt đầu lần nữa tu luyện Phong Ảnh Kiếm. Địa động này cũng không lớn, hắn cũng không dám toàn lực phóng thích, chỉ là vận chuyển chút ít nguyên lực, nếu không sợ là thạch động này đều muốn bị đánh cho sụp đổ. Rầm rầm rầm, tại hắn còn chưa bắt đầu phóng thích Phong Ảnh Kiếm lúc, mặt đất đột nhiên có chút rung động, Giang Dật ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, cả người bắn ra, lấy ra huy chương cảm ứng một phen, nhưng cũng không có phát hiện phương viên trong vòng trăm trượng có người. Rầm rầm rầm, phía trên mặt đất lại rung động, Giang Dật âm thầm kinh hãi, rất rõ ràng biểu phía trên khẳng định có cường giả tại chiến đấu, mà lại thả ra cường đại thủ đoạn công kích, nếu không khoảng cách cách xa nhau mấy trăm trượng khoảng cách, mặt đất rung động không có khả năng truyền đến nơi này tới. Đi lên xem một chút, Giang Dật đôi mắt lấp lóe có chút chần chờ, dù sao như thế sóng gợn mạnh mẽ, hẳn là có người vận dụng thiên khí, hoặc là một đám thần du cường giả tại nguyên lực ngoại phóng thích oanh tạc. Vạn nhất là Trường Tôn Vô Kỵ Hạ Điền bọn hắn người, hắn đi lên, liền là tự chui đầu vào lưới. Ầm ầm, lại là một trận rung động, địa động này phía trên mảnh bùn bắt đầu nhao nhao rơi xuống, Giang Dật cắn răng một cái theo địa động nhanh chóng hướng lên trên mặt kín đáo đi tới. Vạn nhất địa động này bị oanh sụp đổ, hắn cần phải bị chôn sống, mặc dù hắn cũng không sợ bị đè chết, nhưng phụ cận có như thế đại quy mô chiến đấu, không dò xét tinh tường, nội tâm của hắn luôn luôn có chút bất an. Một bên tiềm hành, Giang Dật một bên không ngừng lấy ra huy chương dò xét, tại cách xa mặt đất trăm trượng khoảng cách lúc, hắn rốt cuộc cảm ứng được phía trên có rất nhiều huy chương, trong đó màu đen huy chương tự có hơn 20 cái, tử sắc huy chương càng là đạt tới gần ngàn cái. Hơn 20 tên thần du cường giả, hơn 1000 tử phủ cảnh võ giả, cái kia hẳn là không phải Trường Tôn Vô Kỵ Hạ Điền Thủy Thiên Nhu các nàng. Giang Dật tinh thần nhất chấn, hắn nhớ tinh tường, ba người này mang theo thần du cường giả ít nhất đều là 30 người trở lên, phía trên thần du cường giả cộng lại mới hơn 20 người, tự nhiên không phải là bọn họ. Đi, Giang Dật tốc độ tăng nhanh mấy phần, hai cái quân đoàn hỗn chiến, giống như có cơ hội nói ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không tệ. Chương 194, liều mạng, phía trên xác thực đang phát sinh hỗn chiến, vẫn là hai cái đại quân đoàn. Hai đại quân đoàn một bên chỉ có 300-400 người, một bên khác có 600-700 người, mặc dù như thế, song phương chiến đấu cũng không có hiện lên thiên về một bên, ít người bên này còn chiếm căn cứ thượng phong. Kề bên này là một mảnh thạch lâm, khắp nơi đều là thạch đầu, Giang Dật vừa rồi vụng trộm xuất ra huy chương dò xét thoáng cái, phía trên cũng không có người phát giác, phía trên đánh cho thiên hôn địa ám, ai có thời gian đi dò xét tình huống xung quanh. Giang Dật không dám theo hang đá đi tới, bởi vì càng tiếp cận mặt đất kia rung động thanh âm càng lớn, đám người kia rõ ràng ở phía trên khai chiến, Giang Dật theo hang đá miệng ra đi, vậy sẽ lập tức lâm vào vây công. Hắn dùng Hắc Lân kiếm đào móc một đầu mới địa đạo, theo một bên vụng trộm lặn ra đi, cuối cùng theo một cái đống đá bên trong toát ra một cái đầu lặng yên quan sát. Khá lắm, xem xét phía dưới Giang Dật lập tức âm thầm kinh hãi, cái này hai đại quân đoàn là Thánh Linh Quốc võ giả cùng Thiên Huyền Quốc mọi dợ tại chiến đấu, những cái kia mọi dợ đều dơ cao cự thạch ngàn cân không ngừng đập loạn, cho nên mới sẽ có lớn tiếng như vậy vang. Giang Dật còn tại man tộc trong đại quân nhìn thấy một người quen, man tộc vương tử An Ni. Những này man tộc đại bộ phận lâm vào trạng thái bùng nổ, điên cuồng ôm lấy bốn phía cự thạch một trận đập loạn, cũng có người như cự thú mạnh mẽ đâm tới, vung vẩy nắm đấm cuồng quét. Bốn phía Thánh Linh Quốc võ giả thì không ngừng tránh né, quay chung quanh đám người này nhanh chóng du tẩu, thỉnh thoảng lợi dụng binh khí trong tay cùng võ kỹ công kích. Nhưng, man tộc lâm vào trạng thái bùng nổ phòng ngự cực kỳ khủng bố, bọn hắn mỗi lần công kích thường thường chỉ có thể ở man tộc bên ngoài thân lưu lại một chút vết thương, đừng nói chém giết, trọng thương đều rất khó khăn. Trái lại bên này một khi bị thạch đầu đập trúng, hoặc là bị man tộc nắm đấm đánh trúng, hoặc là biến thành thịt nát, hoặc là trọng thương. Giang Dật sở dĩ một chút nhất định là Thánh Linh Quốc quân đoàn, bởi vì cũng chỉ có Thánh Linh Quốc đầu người phát là đủ mọi màu sắc, còn lại năm nước võ giả cơ bản đều là màu đen. Trước mắt Thánh Linh Quốc quân đoàn võ giả có rất nhiều đầu tóc là màu nâu, còn có người là kim sắc, màu lam, màu đỏ, rất tốt phân biệt. Chiến đấu rất khốc liệt, Thánh Linh Quốc bên kia thần du cường giả nhiều một ít, man tộc bên này lực phòng ngự cường đại, đáng tiếc tốc độ không được, sở dĩ mỗi lần bên kia 8-9 tên thần du cường giả nguyên lực ngoại phóng, đều sẽ có man tộc võ giả trọng thương hoặc là bị giết. Đương nhiên man tộc bên này 6-7 vị thần du cường giả, xông vào Thánh Linh Quốc bên kia cũng như vào chỗ không người, phàm là bị đuổi kịp người lập tức bị nện thành thịt nát. Vẻn vẹn trong chốc lát, song phương tử thương vượt qua 400 người, phụ cận ngẫu nhiên có võ giả đi ngang qua cảm ứng được bên này có như thế nhiều người hỗn chiến, tự nhiên không dám dừng lại nhanh chóng rời đi, chỉ có Giang Dật một người còn vụng trộm tiềm phục tại phụ cận. Giết! Thánh Linh Quốc bên kia thần du cường giả, nhìn thấy kia mấy tên man tộc thần du võ giả xông vào bọn hắn trong quân đoàn tứ không kiêng sợ chém giết, rốt cục ngồi không yên. Dạng này tiếp tục đấu, coi như bọn hắn có thể đem sở hữu cấp thấp man tộc võ giả chém giết, bọn hắn người cũng thừa không được mấy người, 8-9 người toàn bộ rút tay ra bên trong binh khí, hướng kia 6 tên thần du cảnh man tộc phóng đi. Ô, không có thần du cường giả kiềm chế, cấp thấp man tộc tại An Ni dẫn đầu dưới, xông vào đối phương trong đại quân bắt đầu vật lộn, song phương đều giết mắt đỏ, không còn có nhượng bộ có thể, trừ phi một bên quân đoàn triệt để bị đánh tan. Càng thêm thảm liệt chiến đấu bắt đầu, Giang Dật một mực quan chiến, thân thể không nhúc nhích. Man tộc vương tử An Ni mặc dù cùng hắn cũng không phải là quá quen, nhưng làm sao đều là một cái học viện, có đồng học tình nghĩa, hắn tự nhiên không có khả năng hạ độc thủ đánh lén man tộc người. Càng sẽ không đần độn ra mặt đi giúp An Ni bên kia, quan hệ còn chưa tới cái kia phân thượng. Đương nhiên hắn cũng không dám thiện động, hơn 10 tên thần du cường giả, hắn tiến lên giống như bị vây giết, chỉ có một con đường chết. Các ngươi đám này mọi dợ, toàn bộ cho bản thiếu gia chết. Thánh Linh Quốc một tên tóc lam hoa bào công tử một tiếng quát lớn, trong tay một chiếc nhẫn phát sáng lên, một cái hình tròn loan đao đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên hướng phía trước ném mạnh mà đi, một cỗ khí tức kinh khủng theo loan đao bên trên truyền ra, loan đao như tử thần liêm đao xẹt qua, 4-5 tên man tộc ngang eo bị chém đứt, kia loan đao tại phía trước dạo qua một vòng, lại bay vụt trở về. Phốc, tóc lam công tử phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong mắt đều là ngoan sắc, lần nữa thôi động kia loan đao, lần lượt ném mạnh ra ngoài, mỗi lần đều có thể chém giết 4-5 tên man tộc võ giả, uy lực dọa người. Thiên khí, Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, man tộc phòng ngự phi thường cường đại, bình thường bảo khí nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn bị chút ra ngoại thương. Hắn đã từng cùng An Ni đối chiến qua thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này loan đao như thế sắc bén không cần phải nói là thiên khí. Kia tóc lam công tử mỗi lần đều muốn thổ huyết, hiển nhiên cũng là vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa ngày này khí bị phản phệ. Thiếu tộc trưởng, Nguyệt Ma Đao ta mượn dùng một chút, một tên Thánh Linh Quốc thần du cường giả bạo giống một tiếng, tóc lam công tử trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là đem cái kia thanh loan đao ném cho hắn. Hưu, cái này thần du cường giả bắt lấy chuôi đao, thân thể thoáng cái vọt ra ngoài, xông vào man tộc trong đại quân, hắn quơ Nguyệt Ma Đao tả đột hữu thiểm. Phàm là hắn thân thể những nơi đi qua, không ngừng có man tộc võ giả đùi cánh tay bị chặt đứt, hắn mặc dù không có luyện hóa Nguyệt Ma Đao, nhưng thiên khí rất sắc bén, thần du cường giả lực lượng phi thường lớn, chặt đứt một chút man tộc tay chân tự nhiên không đáng kể. Man tộc nguy hiểm, giống như còn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Giang Dật thân thể lặng yên ẩn vào địa động phía dưới, hắn không chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, cũng không có năng lực này. Thánh Linh Quốc bên kia thần du cường giả một người không chết, hắn dám mạo hiểm vậy mà xuất động, cuối cùng chỉ có cho man tộc bên kia chôn cùng. Ô, đúng lúc này, một tên man tộc thần du cường giả quát to một tiếng, sở hữu cấp thấp man tộc thế mà rời khỏi trạng thái bùng nổ tỉnh táo lại, bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau, man tộc thần du cường giả chỉ thối lui một cái, bảo hộ An Ni, còn lại mấy người điên cuồng công kích đoạn hậu. Đuổi theo, một cái mọi giờ cũng đừng cho bọn hắn chạy. Thiếu niên tóc xanh gầm thét một tiếng, Thánh Linh Quốc bên này lập tức bắt đầu truy kích, những cái kia thần du cường giả thì cuốn lấy man tộc đoạn hậu cường giả, không cho bọn hắn phân thân. Ô, Giang Dật nghe được vài tiếng quái khiếu, hiếu kỳ lần nữa thăm dò xem xét, lại nhìn thấy vô cùng sợ hãi một màn. Còn lại đoạn hậu 5 cái man tộc cường giả, nhìn thấy Thánh Linh Quốc quân đoàn muốn truy sát, trên thân hoàng quang lóe lên, sau đó tất cả mọi người trong thân thể giấy lên màu vàng hừng hực liệt hỏa, điên cuồng hướng đối phương thần du cường giả phóng đi. Lui, mau trốn, thiếu tộc trưởng đi mau, cái này mọi giờ điên rồi, bọn hắn vận dụng man thuật, thiêu đốt tử phủ tự bảo. 8-9 tên Thánh Linh Quốc thần du võ giả toàn bộ sợ choáng váng, một bên bạo giống một bên điên cuồng lui nhanh, nhưng còn không có lui quá xa 5 cái thân hình cao lớn ầm vang bạo liệt, tựa như 5 cái thái dương bạo tạc, kia quang mang chói mắt chiếu lên Giang Dật mở mắt không ra, 5 đạo khí tức kinh khủng theo bên kia truyền đến, cho dù là ở xa ngàn trượng khoảng cách bên ngoài Giang Dật đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Oanh, 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 5 đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, phụ cận mặt đất một trận run rẩy, thiên diêu địa động, Giang Dật vừa mới lùi về mặt đất, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ, hắn bị bùn đất đá vụn chôn sống đi vào. võ giả còn có thể tự bảo chẳng lẽ đây là man tộc đặc thù thần thông, về sau tao ngộ man tộc nhưng phải cẩn thận chút. Giang Dật màng nhĩ một trận oanh minh, trong đầu đều là kinh hãi, hắn biết rõ Thánh Linh Quốc bên kia thần du cường giả khẳng định xong. Khủng bố như thế bạo tạc, coi như không chết cũng sẽ đả thương nặng, không có thần du cường giả truy sát, An Ni bọn người ngược lại là có thể nhẹ nhõm trốn. Song song, đột nhiên, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, sắc mặt cũng biến thành cuồng hỉ, thần du cường giả song Thánh Linh Quốc bên kia còn có người nào có thể uy hiếp hắn, cho dù có uy hiếp cũng có thể bắt buộc mạo hiểm, phía trên thế nhưng là ít nhất có 1000 huy chương a. Liều mạng, hắn trầm ngâm một chút, cảm nhận được An Ni đám người đã chạy đi vài dặm, thân thể lập tức theo lòng đất nổ bắn ra mà ra. Chương 195, hành tung bị khóa định. Thánh Linh Quốc bên này xác thực rất thảm, cửu cái thần du cường giả có 5 cái bị tạc chết, 2 người bị trọng thương, còn có 2 người bị thương nhẹ. Tử phủ cảnh võ giả một mảnh bị tạc tổn thương, ngược lại là vị kia tóc lam công tử tại thời khắc mấu chốt bị một tên thần du cường giả đặt ở dưới thân, chỉ là nội tạng bị chấn thương một chút. Ngay tại tất cả mọi người mộng thời điểm, mặt đất đột nhiên nổ tung, Giang Dật từ dưới đất nổ bắn ra mà ra, hấp dẫn Thánh Linh Quốc lực chú ý của mọi người. Bất quá bọn hắn phát hiện là một tên tử phủ cảnh nhị trọng võ giả về sau, lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường, coi là Giang Dật vừa rồi tiềm phục tại phụ cận, lúc này chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ là, Giang Dật không chỉ có không có trốn, ngược lại hướng bọn họ mà đến, hai tay còn nhanh nhanh nhặt lên trên đất huy chương. Sở hữu Thánh Linh Quốc võ giả nổi giận, gặp qua gan lớn, chưa thấy qua lớn như vậy, lại dám miệng hổ đến giành ăn, vẫn là tại bọn hắn như thế nổi giận thời khắc. Muốn chết, lập tức 7-8 tên tử phủ cảnh võ giả lập tức nổ bắn ra mà đến, Giang Dật cũng đình chỉ nhặt huy chương, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, cả người bay lên, người giữa không trung quát khẽ một tiếng, Ngân Nguyệt Yêu Lang. Ông, một cái màu lam cự lang xuất hiện, Giang Dật bay vọt mà lên, cả người như kiểu lưới kiếm sắc bén vòng qua cái này 7-8 người, hướng kia tóc lam công tử phóng đi. Ngân Nguyệt Yêu Lang thiếu tộc trưởng cẩn thận, còn sống sót 4 tên thần du cường giả biến sắc. 2 tên thương thế không tính nghiêm trọng cường giả lập tức hướng tóc lam công tử bay đi, còn lại 2 người thì liều mạng thụ thương thân thể, cũng ngoại phóng 2 đạo nguyên lực đao mang. Yêu Lang, đập, Giang Dật ánh mắt một mực khóa chặt 4 người này, tại 4 người vừa động một khắc này, lập tức tâm niệm vừa động, Yêu Lang 4 vó trầm xuống, thân thể nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm né qua 2 đạo đao mang. Chuyển hướng, Yêu Lang vừa mới rơi xuống đất, Giang Dật khống chế Yêu Lang hướng bên cạnh chạy xéo mà đi, trong tay diệt bắn nỏ không ngừng xuất hiện, 6-7 cây cung tên nhanh chóng bắn ra, hướng một tên thụ trọng thương thần du cường giả vọt tới. Ngân Nguyệt Yêu Lang tốc độ quá nhanh, diệt thần nỏ tốc độ càng tăng nhanh hơn, mấy đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất xuất vào tên kia thần du cường giả trong thân thể, để vốn là bị tạc đến máu thịt be bét, thân thể động đậy không được hắn trong nháy mắt tử vong. Ngô Thiên, diệt thần nỏ chết, 2 tên bị thương nhẹ thần du cường giả đã tới gần tóc lam công tử, nhìn thấy Giang Dật bắn giết một tên bọn hắn đồng bạn, 2 người lập tức nổi giận. Một người lưu lại bảo hộ công tử này, một người nổi giận chạy vội mà ra, 2 tay nguyên lực vờn quanh, lần nữa bắn ra 2 đạo nguyên lực đao mang. Suy suy, 2 đạo hình bán nguyệt đao mang mà đến đuổi sát Giang Dật mà đi, một bên khác một cái chân gãy thần du cường giả cũng trợn mắt muốn nứt, không để ý thân thể thương thế lặng yên bắn ra một đạo chỉ phong, như thiểm điện hướng Yêu Lang vọt tới. Yêu Lang hướng bên trái chuyển hướng, Giang Dật lực chú ý bị phía sau 2 đạo hình bán nguyệt đao mang hấp dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ khống chế Yêu Lang chuyển hướng. Nhưng là tại Yêu Lang chuyển hướng một khắc này, hắn con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì phía trước một đạo chỉ phong đã như thiểm điện mà đến, Yêu Lang căn bản không kịp lần nữa chuyển hướng, sẽ bị cái kia đạo chỉ phong bắn trúng. Yêu Lang một khi thụ thương, hoặc là chết đi, hắn tốc độ này không thể trốn đi đâu được, chỉ có một con đường chết. Ma Thiên Lăng, trong đầu của hắn linh quang lóe lên quát lớn, Ma Thiên Lăng thế nhưng là thiên khí, cơ lão lưu lão nguyên lực ngoại phóng đều không hư hao mảy may, cái này chỉ phong tự nhiên cũng có thể ngăn cản a. Quả nhiên, Ma Thiên Lăng như thiểm điện bay vụt mà xuống, ngăn tại Ngân Nguyệt Yêu Lang phía trước, kia chỉ phong bắn tại Ma Thiên Lăng bên trên cảm giác một cái trọng quyền đập vào trong nước, chỉ là gây nên Ma Thiên Lăng nhất trận bạch quang lấp lánh, không có nửa điểm hư hao. Ha ha ha, Giang Dật cuồng hỉ cười to, cái này Ma Thiên Lăng không chỉ là một kiện trói buộc người pháp bảo, vẫn là một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo a. Có cái này Ma Thiên Lăng, thần du cường giả nguyên lực ngoại phóng công kích hắn còn có sợ cái gì. Giết, hắn lập tức khống chế Yêu Lang cuồng sông, cái này Yêu Lang tốc độ quá nhanh, bình thường tử phủ cảnh võ giả cũng cảm giác một đạo tàn ảnh hiện lên, chờ bọn hắn vung vẩy binh khí lúc công kích, Yêu Lang đã sớm vọt tới. Giang Dật khống chế Yêu Lang bắt đầu vây quanh vòng quanh, không ngừng lấy ra diệt thần nỏ thản nhiên lắp đặt cung tên, bắn giết đối phương tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả. Để hắn có chút đáng tiếc là, tên kia gãy chân thần du cường giả bị một đám người vây lại, hắn không cách nào bắn giết. Suy suy, phía sau một tên thần du cường giả một mực điên cuồng đuổi theo không ngừng, thỉnh thoảng bắn ra một đạo bán nguyệt hình đao mang, Giang Dật đều không khống chế yêu lang chuyển hướng chạy trốn, mỗi lần trực tiếp thả ra ma thiên lăng ngăn tại đao mang phía trước. Đao mang cùng ma thiên lăng mỗi lần chạm vào nhau, đều tựa như cự quyền nện ở trong nước, ma thiên lăng lóe lên ánh bạc, khẽ run lên, không có nửa điểm sự tình. Đuổi một hồi, kia thần du cường giả không dám mạo hiểm vậy mà nguyên lực ngoại phóng, bởi vì Giang Dật bắt đầu khống chế yêu lang tại một đám tử phủ võ giả ở giữa ghé qua, khắp nơi đều là bọn hắn người, một cái không tốt sẽ chém giết người một nhà. Tất cả mọi người hướng ta bên này hội tụ, Ngô Cương, không cần bảo hộ ta, dùng Nguyệt Ma Đao đi đánh giết người này. Tóc Lam công tử hét lớn một tiếng, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, không còn truy sát Giang Dật, nhanh chóng triệt thoái phía sau hướng công tử kia hội tụ mà đi. Tóc Lam công tử bên người bảo hộ thần du cường giả, cắn răng sách theo Nguyệt Ma Đao vọt ra. Nhưng hắn vừa mới khẽ động, thân thể lập tức lui nhanh trở về, bởi vì Giang Dật đột nhiên vận dụng Ma Thiên Lăng, đem đuổi giết hắn thần du cường giả cho trói lại. Tất cả mọi người rút lui, chỉ có cái này thần du cường giả còn tại truy sát, Giang Dật tự nhiên không khách khí. Để yêu lang lượn quanh một vòng tròn, nhẹ nhõm phóng thích Ma Thiên Lăng đem người này cho quấn thành một cái thịt bánh trưng. Người này trên tay ngược lại là có một thanh trường kiếm, bất quá rõ ràng không phải thiên khí, căn bản không thể đối Ma Thiên Lăng tạo thành nửa điểm tổn thương. Hưu, Ngân Nguyệt yêu lang lóe lên, nhanh chóng tới gần kia thần du cường giả, rời đi 3 trượng khoảng cách lúc, Giang Dật thân thể nổ bắn ra mà lên, Ngân Nguyệt yêu lang biến mất giữa không trung, Ma Thiên Lăng cũng trong nháy mắt được thu vào Hỏa Linh Châu bên trong. Kia thần du cường giả lúc đầu dọa đến kém chút hồn phi phách tán, giờ phút này Ma Thiên Lăng đột nhiên biến mất, chính đầy mắt kinh nghi nhìn chung quanh. Nhưng hắn trong đôi mắt kinh nghi rất nhanh hóa thành hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy Giang Dật nổ bắn ra mà đến, trên thân liên tục không ngừng toát ra kinh khủng hỏa diễm, hắn cũng không kịp phóng thích công kích, cả người đã bị liệt hỏa thôn phệ đi vào. Trốn, Tóc Lam công tử bên người thần du cường giả, nhìn thấy đồng bạn của hắn trong nháy mắt bị đốt cháy thành bột mịn, không có chút gì do dự một tay nắm lên Tóc Lam công tử hướng nơi xa bắn tới. Còn sót lại hơn 100 người cũng phản ứng rất nhanh, không có hướng một cái phương hướng chen chúc mà đi, mà là phân tán ra chiều bái 4 phương 8 hướng chạy như điên, tên kia chân gãy thần du cường giả cũng bị người cõng nhanh chóng bỏ trốn. Truy, Giang Dật triệu hồi ra Ngân Nguyệt yêu lang bắt đầu truy sát, không bằng hắn không có đi truy sát kia Tóc Lam công tử, dù sao bên cạnh hắn thần du cường giả cầm hắn Nguyệt Ma Đao. Hắn sợ Ma Thiên Lăng bị hủy diệt, chỉ là tại phụ cận truy sát một vòng, bằng vào địa hỏa thiêu chết mấy chục người, lúc này mới nhanh chóng phi nhanh trở về, thu thập chiến lợi phẩm. Đây là cái gì? Tại hắn thu thập trên đất huy chương lúc, đột nhiên phát hiện mấy cái bị thiêu đến khét lẹt tiểu côn trùng, hắn hồ nghi nháy mắt, cái này côn trùng trên thân còn phả ra khói xanh, vậy khẳng định là mới vừa rồi bị địa hỏa thiêu chết. Vấn đề là, địa hỏa khủng bố như thế, thần du cường giả đều có thể đốt thành bột mịn, cái này tiểu côn trùng chỉ là bị thiêu đến khét lẹt mà lại hắn vừa rồi cũng không thấy được có côn trùng kẻ bên này cũng không có phát hiện có tà vu vừa rồi An Ni mang theo người đều là man tộc, căn bản không có người hội vu thuật. Tà vu, nghĩ đến cái này, Giang Dật thân thể chấn động, hắn con người lấp lóe vài vòng, nhanh chóng đem trên mặt đất sở hữu huy chương thu thập hoàn tất về sau, lập tức quát khẽ địa hỏa ra. Hô hô, Hỏa Linh Châu bên trong địa hỏa bao phủ ra, Giang Dật đôi mắt lập tức trợn to bốn phía liếc nhìn, để hắn chấn kinh vạn phần sự tình phát sinh bên cạnh hắn, hai cái côn trùng đột nhiên ở giữa không trung hiển lộ ra, bị thiêu đến khét lẹt sau rớt xuống đất. Ẩn hình côn trùng có người đang truy tung ta, vẫn là tà vu. Giang Dật tỉnh ngộ lại, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, cái này tà vu vu thuật quỷ dị nhất, giống như hắn không phải có địa hỏa, phát hiện có ẩn hình côn trùng truy tung, sợ là chết như thế nào cũng không biết Trốn, Giang Dật lập tức triệu hồi ra Ngân Nguyệt yêu lang nhanh chóng chạy trốn, nhưng hắn để hoảng sợ là, hắn bôn tẩu thời gian một nén nhang dòng dã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, tại hắn lần nữa phóng thích địa hỏa lúc, bên người vẫn như cũ có hai cái tiểu trùng bị thiêu chết rớt xuống. Hành tung của hắn, triệt để bị Vân Hạc thượng cổ di trùng Thanh Cổ Trùng khóa chặt. Chương 196, Tiểu Hòa Thượng, Thanh Cổ Trùng, thượng cổ di trùng một trong, thập đại thượng cổ hung trùng xếp hạng đệ tứ, loại này côn trùng là truy tung địch nhân hành tung lợi hại nhất thủ đoạn, không có cái thứ hai. Loại này hung trùng bình thường đều có thư hùng hai cái, thuần hóa Thanh Cổ Trùng người mang theo trùng đực, trùng cái thả ra, chỉ cần phương viên vạn lý có muốn truy tung địch nhân mùi, trùng cái liền có thể nhanh chóng truy tung đến. Thủy Thiên Nhu tại trong hoàng thành trước mặt mọi người nói muốn giết Giang Dật, Vân Hạc tại thời điểm này liền đã để Thanh Cổ Trùng chú ý Giang Dật khí tức. Thiên hạ đệ nhất nhân con rể người người đều muốn làm, sở dĩ Vân Hạc tiến vào Tinh Thạch Bình Nguyên sau lập tức tìm được Thủy Thiên Nhu, muốn giúp nàng truy sát Giang Dật, Thủy Thiên Nhu tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Thanh cổ trùng trùng cái có thể không ngừng sinh nở ra một loại con trùng, cái này con trùng có được ẩn hình năng lực, mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, không có nửa điểm âm thanh, không phải trí cường giả hoặc là linh hồn cường giả căn bản không phát hiện được. Giang Dật không phải dùng địa hỏa đốt cháy địch nhân, thuận tiện đem bên người đi theo con trùng thiêu chết, sợ là đến còn biết. Giang Dật vận khí kỳ thật rất không tệ, bởi vì cái này thanh cổ trùng tuổi tác còn rất nhỏ, không có tiến hóa thành chân chính hung trùng. Nếu không Vân Hạc đều không cần truy lùng, thanh cổ trùng trực tiếp có thể nhường cho con trùng lặng yên chui vào Giang Dật trong thân thể, nuốt hắn tủy não, trong nháy mắt để hắn chết vong. Giang Dật giờ phút này một đường ngay tại lao nhanh, hắn nếm thử dưới đất đào đất động, đem toàn thân dùng bùn đất chôn sống, còn nếm thử tiến vào trong sa mạc tại lưu xa bên trong ghé qua, nhưng bất kể thế nào nếm thử. Chờ hắn dừng lại phóng thích địa hỏa lúc, bên người luôn có hai cái ẩn hình côn trùng bị thiêu chết rớt xuống. Dày vò dòng dã một canh giờ, Giang Dật xác định không thể thoát khỏi thanh cổ trùng truy tung về sau, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại đi, tìm kiếm phá cục biện pháp. Hành tung bị người nắm giữ, như vậy hắn đem sẽ không bao giờ lại an toàn. Coi như hắn có Ngân Nguyệt Yêu Lang, người khác cũng có thể nhẹ nhõm bố cục vây giết. Hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, mà lại hắn không có khả năng một mực lao nhanh không ngừng, không ăn không uống không ngủ được a. Không có biện pháp, Giang Dật ngồi tại Ngân Nguyệt Yêu Lang đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đã không thoát khỏi được, kia chỉ có tử chiến, sống hay chết tự xem lão thiên gia. Đã muốn chiến, đối mặt địch nhân ít nhất vẫn là vài trăm người, thần du cường giả ít nhất 70, 80 người trở lên, Giang Dật không có khả năng cứ như vậy đần độn chờ lấy địch nhân vây quanh. Hắn trầm ngâm một phen, khống chế yêu lang bắt đầu cấp tốc lao nhanh, tìm kiếm đối với hắn có lợi nhất khai chiến địa hình. Gió đang gào thét, bốn phía cảnh vật đang nhanh chóng lui lại, Giang Dật thân thể nằm ở yêu lang trên thân, con mắt có chút nheo lại, mái tóc màu đen cùng một thân màu xanh võ sĩ bảo bị thổi làm bay phất phới. Một người một sói cứ như vậy nhanh chóng lên núi lâm, hoang dã, sa mạc, xâm lâm này địa phương không ngừng phi nhanh. Trên đường đi không ngừng tao ngộ có võ giả, nhưng Giang Dật sẽ lập tức khống chế yêu lang đi vòng qua, bình thường võ giả ngẫu nhiên lại có muốn đuổi theo giết suy nghĩ, chỉ là yêu lang tốc độ quá nhanh, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu lam tàn ảnh hiện lên. Phía trước lại là một mảnh sa mạc, Giang Dật cũng không cố kỵ gì, để yêu lang thẳng tắp lao nhanh, vung lên một trận đầy trời cát vàng. Ánh mắt hắn híp chặt hơn, mày kiếm nhíu chặt một đường bôn tẩu xa như vậy khoảng cách, hắn vẫn là không có tìm tới một cái đối với hắn có lợi địa hình. Phía trước có cái hồ nước, lần nữa bôn tẩu gần nửa canh giờ, trong sa mạc xuất hiện một cái ốc đảo ở giữa có cái hồ lớn, Giang Dật tâm thần khẽ động hú giải, yêu lang nhảy vào trong hồ. Một lang một người bắn vào trong hồ nước, Giang Dật thu hồi Ngân Nguyệt Yêu Lang, mặc cho thân thể hướng dưới nước rơi xuống, ánh mắt thì nhìn xem phía sau mình, nhìn xem gợn nước ba động. Quả nhiên, phía sau hắn nước hồ có chút tạo nên hai cái tiểu liên y, sau lưng lại có hai cái tiểu trùng đi theo, Giang Dật dừng một chút thân thể hướng trên mặt nước bơi đi. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thanh tẩy một phen thay đổi một thân áo bào, lấy ra lương khô một bên ăn một bên nghỉ ngơi. Nên tới tổng hội đến, muốn đánh trận dù sao cũng phải để thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Xa, Giang Dật ăn vào một nửa, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Giang Dật con ngươi lạnh lẽo, trước tiên lấy ra yêu lang chuẩn bị chạy trốn. A-di-đà Phật, phía trước truyền đến một câu Phật hiệu, Giang Dật kéo căng tâm trầm tĩnh lại, những này hòa thượng tự nhiên là đại thiện sư hòa thượng, kia truy tung côn trùng khẳng định không phải bọn hắn. Chiến vô song thế nhưng là nói, đám này hòa thượng vào đây thuần toái là vì bọn hắn đại thiện tự làm vẻ vang, lịch đại quốc chiến chưa từng gặp bọn họ giết người. Đi, mặc dù như thế, Giang Dật vẫn là không muốn cùng đám này hòa thượng tao ngộ, dù sao đám này hòa thượng thế nhưng là có mấy cái thần du cảnh. A-di-đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Phía trước đột nhiên vang lên một đạo có chút thanh âm non nớt, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang vang ở Giang Dật bên tai, chấn động đến toàn thân hắn run lên. Càng quỷ dị chính là, kia Ngân Nguyệt Yêu Lang nghe được thanh âm này về sau, lại tựa như chúng ta, bất luận Giang Dật làm sao hạ lệnh, thế mà không đi. Tà môn, đây là thần thông gì, chẳng lẽ cũng là linh hồn loại thần thông? Giang Dật nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, Ngân Nguyệt Yêu Lang không đi hắn còn thế nào trốn, nhìn thấy phía trước hơn 20 cái mặc cà sa hòa thượng nhanh chóng chạy tới, hắn chỉ có thể đem Ngân Nguyệt Yêu Lang thu vào, ánh mắt xa xa khóa chặt phía trước, tùy thời chuẩn bị liều mạng. A-di-đà Phật, hơn 20 tên hòa thượng có mấy cái tốc độ đạt tới thần du cảnh, như thiểm điện liền đem quanh hắn. Giang Dật toàn thân kéo căng đến cực hạn, giống như đám này hòa thượng muốn giết người đoạt huy chương, hắn coi như có thể đánh giết mấy người, sợ là cũng muốn vẫn lạc nơi đây. Đám này hòa thượng đem Giang Dật vây lên về sau, thế mà không có động thủ, mở miệng vẫn là như vậy 16-17 tuổi tiểu hòa thượng, hắn một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi trong suốt nhìn qua Giang Dật, hai tay hợp thành chữ thập hành lễ nói: thí chủ đắc tội. Bần tăng tuệ căn, cố ý đến hóa duyên, mời thí chủ đem trên người huy chương giao cho tại hạ, chúng ta lập tức thối lui, tuyệt không động thủ đả thương người. Giang Dật thờ ơ lạnh nhạt, vừa bực mình vừa buồn cười nói ra: các người đám này hòa thượng, muốn cướp tựu đoạt, đừng như vậy giả mù sa mưa có được hay không? Cũng không phải. Tiểu hòa thượng lắc đầu nói: thí chủ, chúng ta vào quốc chiến cũng không phải là vì giật đồ, chỉ vì lắng lại can qua. Chúng ta đem sở hữu huy chương đều lấy, chúng sinh không còn huy chương, tự nhiên là sẽ không lại lên giết chóc, ngã Phật từ bi. Đánh rắm, Giang Dật tức giận đến bạch nhãn trực phiên, trực tiếp cắt ngang cái này tiểu hòa thượng, cả giận nói: tựu các ngươi cái này mấy chục người, các ngươi liền có thể tại 1 tháng thời gian, đem sở hữu huy chương đoạt lui 1.000 bước nói, các ngươi đem sở hữu huy chương đoạt, toàn bộ người đem hội vây công các ngươi cái này hơn 20 cái đầu đủ chặt các ngươi đám này hòa thượng không hào hào tại đại thiện tự nghiên cứu Phật Pháp, chạy đến tranh danh đoạt lợi, nếu như bị Phật tổ biết rõ có thể hay không bị tức giận đến xác chết vùng dậy muốn cướp cứ việc buông tay. Tới, đừng ở nơi đó lại nhảy, để cho người ta buồn nôn. Thí chủ, cần ngôn, ngươi có thể vũ nhục bần tăng, nhưng xin đừng vũ nhục Phật tổ. Tiểu hòa thượng bị Giang Dật một trận chửi loạn, cũng không tức giận, tiếp tục ôn hòa nói ra: thí chủ nói đến kỳ thật đều không phải là vấn đề, chúng ta coi như không thể lấy sở hữu huy chương, nhưng có thể giảm bớt một chút giết chóc cũng là công đức. Còn chúng ta sẽ không bị vây giết, vậy cũng không cần thí chủ lo lắng, Phật chủ vân ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục tranh danh đoạt lợi càng là lời nói vô căn cứ, không tức thị sắc, sắc tức thị không, danh lợi đối với chúng ta đều là phù vân, thế nhân làm hại ta nhục ta giận ta khí ta, chúng ta tự nhiên thản nhiên chỗ chi. Chương 197, đại hung người đại thánh người. Ha ha ha, Giang Dật ngửa đầu cười dài một trận, giận quá mà cười nói: tiểu hòa thượng, theo ngươi nói như vậy, huy chương này tại trong tay các ngươi, cùng trong tay ta cũng không có khác nhau a. Hết thảy đối với các ngươi tới nói đều là uổng phí, không bằng dạng này ngươi đem các ngươi huy chương cho hết ta, ta và các ngươi cùng đi đem tất cả mọi người huy chương đoạt như thế nào ta muốn huy chương muốn danh lợi, các ngươi lắng lại can qua, công đức vô lượng, lại cứu rất nhiều người mệnh, đại gia há không đều viên mãn. Tiểu hòa thượng nháy mắt, có chút không phản bác được. Giang Dật dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn chiêu này quá độc, cái này tiểu hòa thượng Phật Pháp mặc dù cao thâm, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều, đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu, nói ngụy biện tự nhiên không phải Giang Dật đối thủ. Tại Giang Dật xem ra, đại thiện tự phái người tham chiến, có lẽ cũng không muốn quốc chiến ban thưởng, nhưng tuyệt không phải cùng cái này tiểu hòa thượng nói đến cao thượng như vậy vĩ đại. Lợi có lẽ có thể không cần, tên khẳng định nhất định phải tranh. Bọn hắn phái người xuất chiến bản thân liền là vì biểu hiện thoáng cái tồn tại cảm, cho thế nhân xem bọn hắn đại thiện sư đến cỡ nào như bức, để càng nhiều người gia nhập đại thiện sư, tín ngưỡng Phật chủ. Nếu là thật cái gì không tranh, vậy cũng không cần xuất thế, một mực ẩn cư thâm sơn, dốc lòng tu hành được. Thí chủ, mặc dù lời của ngươi nói có đạo lý riêng của nó, nhưng huy chương này vẫn là không thể cho ngươi. Tiểu hòa thượng dừng một chút, lắc đầu nói: ngươi cũng không phải là ta Phật môn con em, đương nhiên giống như ngươi quy y ngã Phật, có lẽ ta có thể suy tính một chút, ngã Phật từ bi, thí chủ. Được rồi, đi. Giang Dật nghe được đều nổi da gà, hắn khoát tay áo, Hỏa Linh Châu sáng lên Hắc Lân kiếm xuất hiện, hắn quát lạnh: đừng nói nhảm, muốn cướp cứ việc buông tay đến chiến, ta đem lời phóng xuất, muốn ta Giang Dật mệnh, các người đám này hòa thượng liền chuẩn bị một nửa người đi gặp Phật chủ đi. Thí chủ, ngươi không phải chúng ta đối thủ. Tiểu hòa thượng khe khẽ thở dài nói: ta khuyên thí chủ vẫn là chủ động đem huy chương giao cho bần tăng đi, chúng ta sẽ lập tức thối lui, nếu không đả thương thí chủ. Khẩu khí thật là lớn. Giang Dật cười lạnh hai tiếng, đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng nói: nếu không chúng ta đánh nhau một trận, ngươi nếu là có thể kích thương ta, ta sở hữu huy chương hai tay dâng lên. Ta nếu là có thể tổn thương ngươi, các ngươi trên thân huy chương đều cho ta lập tức thối lui, dạng này song phương không thương tổn hòa khí, như thế nào? Thí chủ chuyện này là thật. Tiểu hòa thượng nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Giang Dật trùng điệp gật đầu, hỏi ngược lại: ta Giang Dật nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không đổi ý, chỉ là không biết các ngươi đại thiện tự hòa thượng sẽ hay không tuân thủ hứa hẹn. Tiểu hòa thượng gật đầu nói: hòa thượng chưa từng nói dối. Thí chủ chúng ta tự một lời đã định, thí chủ mời xuất thủ trước đi, các ngươi thối lui. Hưu, cái này tiểu hòa thượng tựa hồ địa vị cực cao, hắn nói vừa xong, bốn phía hòa thượng tự động thối lui trăm trượng khoảng cách, tựa hồ một điểm không lo lắng Giang Dật đem cái này tiểu hòa thượng giết đi. Tiểu hòa thượng cẩn thận. Giang Dật không khách khí, hai chân đạp một cái thân thể bắn tới, Hắc Lân kiếm trên không trung múa, đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, hắn quát lớn, phong ảnh kiếm. Suy suy, tại Giang Dật phóng thích phong ảnh kiếm thời điểm, không khí bốn phía nhanh chóng lưu động, theo bốn phương tám hướng vào tới hướng Hắc Lân kiếm mũi kiếm hội tụ, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, thổi đến phía trước tiểu hòa thượng cả xa bay phất phới. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái bình bát, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, kia bình bát lập tức hướng Giang Dật bay tới, lớn lên theo gió, trong chốc lát biến thành đường kính một trượng lớn như vậy, như một tòa bay lên như ngọn núi hướng Giang Dật đập tới. Ngoá, đây là thiên khí, vẫn là thánh khí. Giang Dật thân hình lập tức dừng lại, quát khẽ một tiếng, Ngân Nguyệt Yêu Lang. Ngân Nguyệt Yêu Lang giữa không trung ngưng hiện, Giang Dật xem xét Yêu Lang khôi phục trở về, lập tức đại hỉ nhảy vọt mà lên, khống chế Yêu Lang hướng bên cạnh tránh đi. Cũng may cái này bình bát tốc độ mặc dù nhanh, uy áp cũng rất khủng bố, nhưng còn không có đạt tới nhân vương ấn trình độ kia. Hẳn là chỉ là một kiện đặc thù thiên khí mà thôi. Giang Dật hiểm hiểm né qua, vừa khống chế Ngân Nguyệt Yêu Lang hướng tiểu hòa thượng phóng đi, tiểu hòa thượng kia hai tay hợp thành chữ thập, lại tuyên một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Giang Dật linh hồn lần nữa chấn động, đầu có chút đầu choáng váng hoa mắt, phía dưới Ngân Nguyệt Yêu Lang lại bất động. Hưu, bay ra ngoài bình bát lại bay trở về, Giang Dật vừa mới tỉnh táo lại, liền thấy trước mắt bầu trời trở nên hắc ám, kia bình bát tựa như núi cao trấn áp mà xuống. Phá cho ta, Giang Dật không còn tránh né, Hắc Lân kiếm dưới đất đống cát bên trong quét qua, đem phía dưới hạt cát xoắn thành vỡ nát, thân thể cũng rơi xuống đi vào, chờ hắn thân thể vừa mới hạ xuống, phía trên bình bát đã ầm vang đập xuống. Hỏa Linh Thạch, Giang Dật quát khẽ một tiếng, Hỏa Linh Châu bên trong lóe lên một viên hỏa hồng sắc tiểu thạch đầu bay ra, Giang Dật đưa tay một nhát, Hỏa Linh Châu lập tức hướng bình bát bay đi, đụng một cái sờ bình bát trong nháy mắt toát ra màu xanh hỏa diễm, toàn bộ bình bát cũng tản mát ra chướng mắt bạch quang, kịch liệt bắt đầu thu nhỏ. Hưu, bốn phía hòa thượng đang giờ khắc này toàn bộ hoảng sợ bay vụt mà đến, vây ở tiểu hòa thượng sau lưng, trong đôi mắt đều là ngưng trọng, tiểu hòa thượng kia miệng nhỏ cũng tấm đến lão đại, đầy mắt đều là không dám tin. Oanh, Giang Dật thân thể theo hạt cát bên trong nổ bắn ra mà ra, đưa tay bắt lấy tiểu bình bát, khóe miệng một ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra. Vừa rồi cái này bình bát mặc dù không có nghiền ép hắn, nhưng này cường đại uy áp vẫn là ép tới hắn nội tạng bị thương. Giang Dật đem kia đốt ra một cái lỗ nhỏ bình bát đã đánh qua, cười lạnh nói ra, làm sao đánh không lại gọi trợ thủ. Tiểu hòa thượng tiếp nhận bình bát mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhìn ra ngoài một hồi, mới thở dài nói, thí chủ, ngươi đã có thể phá sư thúc tổ bình bát, của ta cách trần cả xa khẳng định cũng ngăn không được ngươi, một trận chiến này tính toán bần tăng thua, Tuệ Tĩnh đem chúng ta huy chương đều cho hắn. Một cái tuổi nhìn hơn 20 hòa thượng lập tức cuống lên, cắn răng nhìn qua tiểu hòa thượng kêu lên, tiểu sư thúc. Cho hắn đi, tiểu hòa thượng u thở dài nói, chúng ta đại thiện tự người tự nhiên không có khả năng nói mà không tin, vị thí chủ này mặc dù không có làm tổn thương ta, nhưng các ngươi xông lại, cũng coi như chúng ta vi phạm với quy tắc, tự nhiên là chúng ta thua. Tốt ha, kia đại hòa thượng lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi ném cho Giang Dật, Giang Dật quét qua nhìn thấy bên trong lại có 6-700 huy chương lập tức đại hỉ, đối tiểu hòa thượng giơ ngón tay cái lên nói, tiểu hòa thượng, người quả nhiên là cái thành thật người. Thí chủ, người đi đi. Tiểu hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, mặt không thay đổi nói ra, lần này chúng ta tự không làm khó dễ thí chủ, đương nhiên lần sau nếu là tao ngộ thí chủ, chúng ta sẽ còn xuất thủ. Tốt, Giang Dật đối tiểu hòa thượng ấn tượng thay đổi rất nhiều, lấy ra Ngân Nguyệt Yêu Lang mau chóng đuổi theo, rất mau dẫn lên một trận cuồng xa biến mất ở phương xa. Tiểu sư thúc, các loại chờ Giang Dật đi, hơn 20 cái cùng thượng toàn bộ nhìn xem cái này tiểu hòa thượng cuống lên, nhưng muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiểu hòa thượng sờ lấy trong tay bình bát, lắc đầu khẽ thở dài, sư thúc tổ nói, hắn bình bát bên trong ra chỉ cửu dương Phật ấn, ai nếu là có thể phá hắn bình bát, người này hoặc là đại hung người, hoặc là đại thánh người. Mà hai loại người chúng ta cũng không thể chọc, nếu không sẽ cho đại thiện tự mang đến vô cùng vô tận mầm tai vạ, đi thôi. Chương 198, Quỷ Lâm, hơn 1.400 huy chương, còn có 560 màu đen huy chương, điểm tích lũy nhanh 3.000. Giang Dật một bên lao nhanh, một bên âm thầm thanh tra Hỏa Linh Châu bên trong huy chương. Vừa rồi tao ngộ đám này hòa thượng, hắn còn tưởng rằng rất có thể phải bỏ mạng, lại không nghĩ rằng không chỉ có nhẹ nhõm thoát đi, còn chiếm được hơn 600 huy chương. Đám này hòa thượng thực lực rõ ràng rất cường đại, nhất là tiểu hòa thượng kia quỷ dị Phật ngữ, thế mà mang theo công kích linh hồn. Có thể tại ngắn như vậy thời điểm cho tới nhiều như vậy huy chương, cũng đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Đương nhiên nếu là không có Hỏa Linh Thạch, sợ là hắn Hỏa Linh Châu bên trong huy chương cũng sẽ biến thành bọn hắn a. Quốc chiến mới trôi qua không đến 10 ngày, hơn 3.000 điểm tích lũy, không tính quá nhiều, cũng không tính quá ít. Đoán chừng giờ khắc này ở tinh thạch bình nguyên bên trong hắn điểm tích lũy coi là nhiều, bất quá Giang Dật nội tâm không có nửa điểm mừng thầm. Sau lưng đi theo loại kia quỷ dị tiểu trùng, tựa như treo tại đỉnh đầu hắn kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ép tới hắn không thở nổi, hắn phi thường tinh tường không được bao lâu, cái này côn trùng chủ nhân sẽ xuất hiện. Hưu, Giang Dật theo một mảnh đầm lầy theo xuyên qua mà qua, cái này tinh thạch bình nguyên địa hình rất kỳ lạ, dạng gì địa hình đều có, nhưng Giang Dật bôn tẩu không sai biệt lắm một ngày, quả thực là không có tìm được bất luận một loại nào đối với hắn có lợi địa hình. Phía trước có một mảnh màu vàng rừng già rậm rạp, Giang Dật bôn tẩu một ngày rất là mỏi mệt, khống chế yêu lang hướng trong rừng rậm phóng đi, chuẩn bị tại dưới rừng rậm đào cái địa động ngủ mấy canh giờ. Nơi này bầu trời bị cấm chế bao phủ, không có bạch thiên hắc dạ phân chia, chỉ có thể đói thì ăn, mệt nhọc tựu ngủ. A, loại cây này rất kỳ lạ a, trước kia chưa có xem loại đại thụ này. Tới gần Tùng Lâm, Giang Dật nhìn lướt qua phía trước vô số đại thụ âm thầm lấy làm kỳ. Cánh rừng cây này đều là một loại màu vàng đại thụ, có một người ôm hết lớn như vậy, cây hồng bì lá vàng, vỏ cây bên trên còn có một loại văn lộ kỳ quái. Giang Dật dừng một chút không muốn quá nhiều, lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái, xác định bốn phía không ai sau khống chế yêu lang hướng bên trong phóng đi. Xa xa xa, yêu lang dẫm lên tại mặt đất màu vàng lá rụng bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Giang Dật tiến trong rừng cây cũng cảm giác tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện bầu trời bị cây lá rậm rạp che đậy, một điểm quang tuyến đều không có lộ ra xuống tới. Đi, hắn quát khẽ một tiếng, yêu lang tăng thêm tốc độ hướng xâm lâm chỗ sâu chạy đi. Một bên bôn tẩu, Giang Dật không ngừng lấy ra huy chương cảm ứng, gặp rừng thì đừng vào, trong rừng rậm thế nhưng là có thể nhất ẩn núp sát thủ, nói không chừng trong này tự ẩn núp mười mấy cái võ giả, tại cái này ôm cây đợi thỏ đâu. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bôn tẩu một hồi cũng không có phát hiện phụ cận có võ giả. Tại hắn chuẩn bị để yêu lang dừng lại đào đất động lúc ngủ, bên trái đằng trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Có người, Giang Dật tâm thần run lên, đem yêu lang thu vào, thân thể như nhẹ nhàng viên hầu bò lên trên một cây đại thụ bên trong, tiềm phục tại trong lá cây, cũng sớm đem huy chương để vào hỏa linh châu bên trong, chờ đợi địch nhân xuất hiện. A, bên trái đằng trước không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai, Giang Dật nhướng mày, tinh tế lắng nghe, nhưng ngoại trừ người này lao nhanh âm thanh cùng tiếng thét chói tai bên ngoài, cũng không có còn lại võ giả cùng chiến đấu âm thanh. A, một thân ảnh rất mau ra phát hiện ra, để Giang Dật kinh ngạc là, người kia quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ. Trên thân đều là vết máu, bất quá vết máu kia đã sớm làm, đoán chừng có một đoạn thời gian. Người này một bên lao nhanh, còn một bên quơ hai tay, thỉnh thoảng kêu to, cho người ta cảm giác tựa như một người điên. Kế dụ địch, mặc dù người này nhìn tựa hồ thật sự có ta tinh thần thất thường, nhưng Giang Dật vẫn là không dám chủ quan, chờ đợi người kia vào tới hắn phía dưới lúc, thân thể mới nổ bắn ra mà lên, Hắc Lân kiếm hóa thành đầy trời mưa kiếm đem người này bao phủ đi vào. Để Giang Dật kinh ngạc là, Hắc Lân kiếm đem người kia đầu trực tiếp đâm bạo, người này đến chết đều không có phản kháng, tại trước khi chết một khắc này trong đôi mắt ngược lại khôi phục thanh tỉnh, Giang Dật rõ ràng ở bên trong thấy được một tia giải thoát. Tình huống như thế nào? Giang Dật hồ nghi nhìn mấy lần, tại người này trên thi thể bắt đầu tìm kiếm, kết quả ngoài ý muốn tìm tới hơn 10 tấm huy chương, để hắn phát một bút tiểu tiền của phi nghĩa. Đi, nơi này có một cỗ thi thể, Giang Dật tự nhiên không muốn ở phụ cận đây đi ngủ, triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang hướng nơi xa chạy hết tốc lực một khoảng cách. Kết quả, hắn lần nữa tao ngộ một tên võ giả, mà lại tình huống cùng vừa rồi người kia giống nhau như đúc, cảm giác tựa như giống như điên. Hắc Lân kiếm nhẹ nhõm đem người này đâm chết. Giang Dật sắc mặt biến đến ngưng trọng, hắn bốn phía quét qua xác định bốn phía đều là phổ thông xâm lâm về sau, nghi ngờ thu hồi Hắc Lân kiếm. Hắn tại cái này nhân thân bên trên bắt đầu tìm kiếm, lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, cái này nhân thân bên trên chỉ có một viên huy chương. Tại Giang Dật còn chưa tới phải gấp triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang lúc, bên phải lại nhanh chóng vào tới một người, người kia đồng dạng cùng như kẻ điên, mà lại tốc độ còn phi thường khủng bố, rõ ràng là thần du cường giả. Chuyện gì xảy ra? Làm sao rừng cây này bên trong người đều điên rồi? Giang Dật nhìn thấy người kia hướng bên cạnh hắn khoa tay múa chân chạy như điên, căn bản không có liếc hắn một cái, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giống như tao ngộ một hai cái tên điên cái này còn bình thường, tao ngộ ba cái tên điên, vẫn là một cái thần du cường giả, làm sao không cho hắn âm thầm kinh hãi. Hưu, hắn khống chế yêu lang hướng kia thần du cường giả đuổi theo, rất mau đuổi theo bên trên nhẹ nhõm chém giết người này, ở đây trên thân người hắn đạt được 20 mấy tấm huy chương. Lần này nội tâm của hắn không có nửa điểm vui mừng, ngược lại nhìn xem mờ tối màu vàng xâm lâm, cảm giác có chút rùng mình. Đi, rừng rậm này quá quỷ dị, Giang Dật không dám ở lâu, khống chế yêu lang thẳng tắp lao nhanh, chuẩn bị mặt khác tìm kiếm một chỗ đi ngủ. Một đường bôn tẩu, Giang Dật lại tao ngộ mấy người điên, còn có rất nhiều bộ thi thể, tất cả mọi người chết bộ dáng thấy Giang Dật hãi hùng khiếp vía. Những người này trên thân không có nửa điểm thương thế, đôi mắt đến chết đều mở tròn vo, bên trong đều là hoảng sợ, tựa hồ bị dọa chết tươi. Không đúng, bôn tẩu một hồi, Giang Dật đột nhiên khống chế yêu lang ngừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước có một cỗ đầu bạo liệt thi thể, đây rõ ràng là vừa rồi hắn chém giết cái thứ nhất tên điên. Hắn một mực tại thẳng tắp lao nhanh, thế mà về tới nguyên địa. Rừng cây này bên trong có mê trận, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, dừng một chút, hắn đột nhiên lấy ra Hắc Lân kiếm hướng phía trước một cây đại thụ chém tới. Bang bang, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, Hắc Lân kiếm tựa như bổ vào huyền thiết bên trên, bị lôi ra một đạo hỏa hoa, kia màu vàng đại thụ vỏ cây bị đánh khai một đoạn, lộ ra bên trong hiện ra hoàng quang thân cây. Đây là cái quỷ gì cây? Giang Dật kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắc Lân kiếm là linh khí, đừng nói cây coi như bảo khí đều có thể nhẹ nhõm chém đứt, hắn toàn lực một chặt cũng chỉ là hủy đi một chút vỏ cây. Ta còn không tin, Giang Dật nổi giận, thu hồi yêu lang theo Hỏa Linh Châu bên trong thả ra địa hỏa, chuẩn bị đem cái này đại thụ trực tiếp đốt thành hư vô. Suy suy, địa hỏa sau khi ra ngoài, cái này màu vàng trên đại thụ lập tức quang mang lấp lánh, nhưng vẫn là không thể ngăn cản địa hỏa đốt cháy, nhanh chóng toát ra khói đặc, thiêu đốt. Hô, xác định cái này màu vàng đại thụ có thể thiêu hủy về sau, Giang Dật dễ dàng xuống tới, thu hồi địa hỏa, dập tắt trên đại thụ hỏa diễm. Cái này huyễn cảnh coi như khủng bố đến đâu, chỉ cần hắn đem đại thụ toàn bộ thiêu hủy liền có thể nhẹ nhõm ra ngoài. Không đúng, đám người này coi như không thể chặt đứt đại thụ, sẽ không từ dưới đất chui ra đi. Giang Dật nổi lên nghi ngờ, tại hắn dùng trường kiếm hướng dưới mặt đất khai quật địa động sau lập tức minh bạch. Dưới mặt đất đều là thô to màu vàng rễ cây, rắc rối khó gỡ, cùng thân cây đồng dạng cứng rắn, căn bản đào không ra địa động chạy đi. Rừng cây này liền là một mảnh quỷ lâm, vào đây ra không được tử địa. Chương 199, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên mê huyễn đại trận, Giang Dật vẫn còn có chút mê hoặc, coi như đám người này ra không được, cũng không trở thành đều điên rồi a, quốc chiến mới bắt đầu không đến 10 ngày, bị nhốt mấy ngày không có khả năng điên rồi a. Nghĩ đến một trận hắn nghĩ mãi mà không ra, lại có chút rối rắm, hắn đến cùng muốn hay không phá cái này mê huyễn đại trận, không phá ra, hắn căn bản không có cách nào ra ngoài, cuối cùng sẽ bị người vây giết, tại bực này chết rồi. Phá vỡ lời nói, cái này màu vàng đại thụ như vậy cứng rắn, muốn thiêu hủy một mảnh, đốt ra một đầu đường ra, địa hỏa khẳng định hội hao tổn rất nhiều. Không có địa hỏa hắn đối mặt địch nhân vây giết, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hỏa linh thạch so địa hỏa càng kinh khủng, vấn đề chỉ có mấy chục mai, có thể giết mấy người. Trước đừng có dùng, vẫn là nhìn xem có thể hay không ra ngoài đi. Giang Dật cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang một đường lao nhanh, tại từng khỏa trên đại thụ dùng Hắc Lân kiếm lưu lại ký hiệu, nếm thử phá giải cái này mê trận. Trên đường đi hắn lần nữa tao ngộ 3 cái tên điên, trong đó lại có một người là thần du cảnh, mặc dù huy chương đạt được mấy chục mai, nhưng hắn nội tâm lại là càng thêm nghi ngờ, cái này quỷ lâm hẳn là có thần kỳ ma lực, ở bên trong ở lâu lại biến thành tên điên. Ô, rất nhanh hắn biết rõ đáp án, không biết lúc nào, trong rừng cây thổi lên một trận gió nhẹ, cái này gió nhẹ thổi tới màu vàng trên lá cây, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, giống như phía trên lá cây đều là kim loại làm thành. Ngay từ đầu hắn còn chưa không cảm thấy kỳ quái, rất nhanh gió càng lúc càng lớn, kia đinh đinh đương đương thanh âm cũng trở nên càng lớn, Giang Dật nghe đôi mắt bắt đầu mơ hồ, tự liền Ngân Nguyệt Yêu Lang cũng ngừng lại, một đôi mắt lạnh lẽo trở nên mê mang. Ông, Giang Dật Hỏa Linh Châu tại thời khắc này phát sáng lên, một cỗ không hiểu năng lượng truyền lại đến trong linh hồn hắn, trong nháy mắt linh hồn hắn kim quang đại thịnh, hắn cũng lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua bốn phía không ngừng rung động lá cây, nghe kia đinh đinh đương đương thanh âm, cũng cảm giác tử thần kêu gọi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngân Nguyệt Yêu Lang, trở về, nhìn lướt qua Ngân Nguyệt Yêu Lang, nhìn thấy nó đôi mắt mê mang, Giang Dật vội vàng đem nó thu vào. Nội tâm của hắn cũng tỉnh ngộ lại, khó trách cái này người tiến vào đều điên rồi. Nguyên lai cái này quỷ lâm có thể phát ra âm ba công kích, để cho người ta linh hồn cũng tiến vào huyễn cảnh, cuối cùng tươi sống điên mất. Hô, kia cuồng phong đã hướng nơi xa thổi qua, bốn phía đinh đinh đang thanh âm nhỏ đi, Giang Dật thở ra một hơi thật dài. Lần này hắn không có chút gì do dự, lập tức phóng thích địa hỏa chuẩn bị đem cái này quỷ lâm thiêu hủy thoát đi ra ngoài, phá mất cái này quỷ lâm cũng sẽ không để về sau người tiến vào tươi sống điên mất, cũng coi như công đức vô lượng. Không đúng, nghĩ đến về sau người tiến vào, Giang Dật rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn vì sao muốn phá mất cái này quỷ lâm? Hành tung của hắn không phải bị khóa định sao? Không phải có rất nhiều người chính hướng hắn truy tung mà đến, chuẩn bị vây giết hắn sao? Cái này Quỷ Lâm không phải liền là tốt nhất khai chiến chi địa. Hắn có Hỏa Linh Châu căn bản không sợ công kích linh hồn, hắn ở bên trong là an toàn. Người bên ngoài xông tới, chỉ cần hắn đứng vững một đoạn thời gian, phần lớn người khẳng định sẽ bị cái này Quỷ Lâm làm điên rồi, hắn không học hỏi dễ dàng từng cái chém giết sao. Tốt, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Giang Dật một mực tại tìm đúng hắn có lợi nhất khai chiến địa hình, giờ phút này tùy ý tiến vào một mảnh rừng rậm, lại phát hiện là một mảnh Quỷ Lâm, với hắn mà nói là không thể lý tưởng hơn khai chiến thánh địa phương. Trước tiên đem phụ cận tra xét rõ ràng thoáng cái, Giang Dật kích động đến thân thể đều run rẩy lên, não hải phi tốc chuyển động, các loại mưu kế ở trong đầu hắn hiện lên. Có như thế tốt địa hình, hắn nhất định phải mượn nhờ các loại có lợi điều kiện, lợi dụng mưu trí đánh một trận xinh đẹp chờ mình chiến. Trong đầu của hắn không có nửa điểm buồn ngủ, cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang trong rừng bắt đầu đi loanh quanh, ở bên trong dòng dã chuyển nửa canh giờ, xác định bên trong không có người về sau, hắn theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra đại lượng dây thừng vật nhỏ bố trí. Dòng dã bận rộn 2 canh giờ, Giang Dật mới từ một cái trong địa động chui ra. Hắn có địa hỏa tự nhiên có thể nhẹ nhõm thiêu hủy kia cứng rắn rễ cây, đào ra mấy cái nhàn nhạt địa động. Hắn kỳ thật có thể đem địa động đào sâu chút, đáng tiếc phía dưới đều là giao lưu sai tiết rễ cây, ai cũng không biết sâu bao nhiêu, Giang Dật không dám lãng phí quá nhiều địa hỏa, chỉ có thể coi như thôi. Không sai biệt lắm a, sống hay chết, tự giao cho lão thiên gia. Giang Dật bốn phía kiểm tra một hồi bố trí, hài lòng phủi tay, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên trên một cây đại thụ, cứ như vậy ngủ say. Giấc ngủ này tựa 4-5 cái canh giờ, Giang Dật tựa hồ một điểm không lo lắng có địch nhân tới gần, ngủ rất say ngọt. Hắn tự nhiên sau khi tỉnh lại, thân thể theo trên đại thụ nhảy vọt mà xuống, bốn phía dò xét thoáng cái lại bay vọt trở về, ngồi tại trên đại thụ bắt đầu nhấm nuốt lương khô, khôi phục thể lực. Tu luyện, ăn no về sau, hắn xếp bằng ở trên đại thụ tu luyện mấy canh giờ, lại bắt đầu luyện tập Phong Ảnh Kiếm, luyện tập 1 canh giờ Phong Ảnh Kiếm, lại bắt đầu tu luyện nguyên lực. Cứ như vậy Giang Dật an tĩnh tại trong rừng cây qua một ngày, tại giờ tí thời gian, trong rừng cây lại bắt đầu nổi lên là gió nhẹ, lập tức gió nhẹ càng lúc càng lớn, loại kia kinh khủng đinh đinh đang đang âm thanh lại vang vọng toàn bộ Quỷ Lâm. Giang Dật có Hỏa Linh Châu hộ chủ, con mắt vừa mới mê mang một trận, rất nhanh tỉnh táo lại, hắn cũng triệt để yên tâm lại. Ngày thứ hai hắn trong tu luyện bị giật mình tỉnh lại, ánh mắt của hắn phát giác được đại thụ bên trái một mảnh lá cây bỗng nhúc nhích, thân thể lập tức hướng bên trái bay vọt mà đi, người giữa không trung triệu hồi ra Ngân Nguyệt Yêu Lang, hướng bên trái phương hướng mau chóng đuổi theo. Một tên tử phủ cảnh võ giả, Giang Dật rất nhanh dò xét đến người tới, một cái tiểu tử võ giả chính lén lén lút lút một đường tiềm hành, nhìn thấy ngồi tại Ngân Nguyệt Yêu Lang trên người Giang Dật, trong mắt hung quang lập tức lóe lên, thân thể nổ bắn ra mà tới. Giang Dật thân thể không nhúc nhích, một mực cứ như vậy ngốc ngốc đứng thẳng, tại trong tay đối phương cự phủ hóa thành một đạo lưu quang đánh xuống lúc, trong tay hắn một cái Hắc Lân Kiếm đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng hướng phía trước vung xuống. Suy suy, kia nhìn khí thế hung hăng cự phủ biến thành một phủ, bị Hắc Lân Kiếm nhẹ nhõm chém đứt. Người kia hoảng sợ lập tức lui nhanh, nhưng Giang Dật giấu ở trong tay áo một cái tay khác hắc quang phát sáng lên, một cái cung tên mà ra, nhẹ nhõm chém giết hắn. Cơ quan bị hủy diệt một chút, xem ra còn được một lần nữa bố trí. Giang Dật bất đắc dĩ thở dài, hắn tại phụ cận đều dùng dây thừng lắp đặt cơ quan nhỏ, một khi có người tới gần sẽ lập tức xúc động, hắn cũng sẽ phát giác, bất quá cái này cơ quan nhỏ một khi bị người xúc động tự hủy đi. Hao tốn thời gian một nén nhang, Giang Dật bố trí một phen, lại bò lại đại thụ tu luyện, chậm đợi Thanh Cổ Trùng chủ nhân cùng Thủy Thiên Nhu người hiện thân. Lần nữa qua nửa ngày, lại có một cái quỷ xui xẻo xông tới, Giang Dật nhẹ nhõm giết chết. Tại hắn chuẩn bị bắt đầu đi ngủ bổ sung tinh thần lúc, trong rừng quỷ cơ quan lần nữa bị xúc động, mà lại một lần xúc động một mảng lớn. Tới, Giang Dật sắc mặt yên lặng, lần này không có khống chế yêu lang chạy tới, mà là ngốc tại chỗ chờ đợi. Đinh đương, lá cây không ngừng lắc lư, đám người kia hiển nhiên tại chiều bên này nhanh chóng tới gần, Giang Dật ngừng thở, toàn thân đều căng thẳng, chờ nửa nén hương thời điểm, hắn như thiểm điện lấy ra huy chương cảm ứng thoáng cái, lại đầy mắt kinh ngạc. Người tới không nhiều, chỉ có 40-50 người, thần du cường giả còn chỉ có 8-9 cái, hẳn không phải là Thủy Thiên Nhu người, Thủy Nguyệt Quan thế nhưng là tới 50 tên thần du cường giả a. Hưu, thân thể của hắn nổ bắn ra mà xuống, rất nhanh xông vào phía dưới một cái trong địa động, đem thân thể hoàn toàn che giấu trên mặt đất trong động, chờ đợi địch nhân đến. Xa xa xa, rất nhanh đám người kia chạy nhanh đến, để Giang Dật chấn kinh ngạc vạn phần là, đám người kia đứng tại cách hắn bên ngoài trăm trượng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Giang Dật ra, là ta Chiến Vô Song. Cắt chương 200, giúp đỡ. Chiến Vô Song, Giang Dật nghe thanh âm không sai, cứ việc nội tâm chấn kinh đến không gì sánh kịp cũng trước tiên theo trong động đất nổ bắn ra mà ra, ánh mắt của hắn xa xa khóa chặt phía trước một người mặc màu đen chiến giáp, màu đồng cổ làn da, khôi ngô rối tinh rối mù nam tử, lập tức kinh hô lên, Chiến Vô Song, thật là ngươi. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười to đi tới, cùng Giang Dật tới một cái hung hăng gấu ôm, cười nói, tiểu tử ngươi thật có thể chạy a, ta thế nhưng là đuổi ngươi rất lâu, cho tới hôm nay mới đuổi kịp. Giang Dật ánh mắt quét qua, thấy được một cái ngoài ý muốn thân ảnh, Vân Phỉ công chúa thế mà tại trong đội ngũ, hắn lập tức cười một tiếng thấp giọng nói ra, khá lắm, thế mà cầm xuống. Hắc hắc, vào đây ngày thứ ba, ta cứu được nàng một mạng. Chiến Vô Song nhếch miệng cười một tiếng, hướng xa xa Vân Phỉ ngoắc nói, Vân Phỉ, tới cùng huynh đệ của ta chào hỏi. Vân Phỉ cũng không khó chịu, thoải mái đi tới ngòn ngọt cười, thấp giọng thi lễ nói, Giang Dật, đã lâu không gặp. Giang Dật mỉm cười gật đầu, lúc này mới nghi ngờ dò hỏi, các ngươi truy ta thật lâu làm sao tìm được của ta, còn có các ngươi truy ta làm gì? Ta cũng không tìm được ngươi. Chiến Vô Song sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, sở dĩ có thể tìm tới ngươi, là Vân Phỉ là Mộc Chi Linh Thể, có thể thông qua phương viên trăm dặm cây cối cảm ứng tình huống chung quanh, mà lại nàng tại Vân Hạc nơi đó còn có một chút nội ứng. Chúng ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi một cái phi thường phá hư tin tức, Vân Hạc tập kết Thiên Huyền Quốc đại bộ phận võ giả, còn có Thủy Thiên Nhu người, giờ phút này chính hướng bên này vây giết mà đến, Vân Hạc vận dụng Thanh Cổ Trùng, chúng ta sợ ngươi chết như thế nào cũng không biết, cho nên mới theo đuổi ngươi, để ngươi có chút chuẩn bị. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật nhìn lướt qua Vân Phỉ âm thầm sợ hãi thán phục, Mộc Chi Linh Thể như vậy cường đại có thể thông qua phương viên trăm dặm cây cối cảm ứng địch nhân, có được này thần thông, chỉ cần phụ cận có cây cối các nàng ngược lại là an toàn rất ha. Vân Hạc tập kết Thiên Huyền Quốc sở hữu võ giả Thanh Cổ Trùng. Giang Dật đôi mắt rất nhanh nhất chuyển, có chút hoài nghi hướng Vân Phỉ nhìn lại, Vân Phỉ, Vân Hạc cũng là Thiên Huyền Quốc, hắn có thể tập kết Thiên Huyền Quốc võ giả, không phải là Thiên Huyền Quốc vương tử đó cùng ngươi không phải liền là huynh muội. Giang Dật, ngươi không nên hiểu lầm. Vân Phỉ giải thích nói, ta cùng Vân Hạc đích thật là cùng cha khác mẹ huynh muội, bất quá ta cùng hắn là tử địch, bởi vì ta đại ca liền là bị hắn hại chết, nếu không ta đại ca đã sớm là thái tử. Mà lại hắn đi là Tà Vu nhất mạch, ta đi là Rất Vu nhất mạch, bản thân liền là tử địch. Dạng này a. Giang Dật nhẹ gật đầu, hỏi thăm về đến, kia cái gì Thanh Cổ Trùng, Vân Phỉ ngươi có thể phá mất sao, cái này côn trùng ta giết chết rất nhiều con, nhưng vô luận ta suy nghĩ gì biện pháp, đều một mực đi theo. Không phá hết, Vân Phỉ lắc đầu nói, cái này Thanh Cổ Trùng là thượng cốc di trùng hung trùng, ngươi giết là con trùng, trừ phi tìm tới mẫu trùng trong nháy mắt giết chết, bất quá cái này mẫu trùng tốc độ càng nhanh, bằng vào chúng ta thực lực giết chết tỷ lệ là không. Nha, Giang Dật trầm ngâm một phen, khoát tay nói, vậy các ngươi ra ngoài đi. Ta đã sớm biết có người đang truy tung ta, ta tại cái này chờ bọn hắn đưa tới cửa đâu. Không đúng, nơi này là Quỷ Lâm, các ngươi vào đây, làm sao ra ngoài a? Giang Dật tỉnh ngộ lại, cái này Quỷ Lâm giống như hắn không sử dụng địa hỏa, tuyệt đối không phá nổi, nếu là hắn vận dụng lời nói, tốt như vậy địa thế sẽ hủy đi, hắn còn thế nào nghênh địch. Cái gì Quỷ Lâm? Chiến Vô Song hồ nghi bốn phía quét qua, hỏi thăm về tới. Giang Dật giải thích một lần, mọi người nghe được dùng mình. Vân Phỉ cũng không chấp nhận nói ra, không có việc gì, cái này Quỷ Lâm ta nhẹ nhõm có thể phá vỡ, ta có thể khống chế hết thảy cây cối, ta muốn đi ra ngoài quá đơn giản. Nói Vân Phỉ trên thân lập tức sáng lên lục sắc quang mang, bốn phía màu vàng đại thụ đột nhiên rung động không ngừng, rất nhanh một cây đại thụ hướng bên cạnh di động, thấy Giang Dật tròng mắt kém chút rơi ra tới. Đã như vậy, các ngươi mau đi ra đi, nếu không trễ chút sợ là các ngươi cũng đi không nổi. Giang Dật lại thúc giục, nhìn thấy Chiến Vô Song có chút cấp bách muốn nói gì. Hắn khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng ta, mặc dù ta không có 100% nắm chắc sống sót, nhưng một nửa nắm chắc vẫn phải có. Mà lại ta có thể đem vào đây hơn phân nửa người giết chết. Ân, nếu là ta chết rồi, các người qua 10 ngày vào nơi này đến, đơn giản có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy, lần này quán quân chính là các ngươi. Ta không đi, Vân Phỉ trong đôi mắt sáng lên cực nóng quang mang, lên tiếng nói, Vô Song người dẫn người lui ra ngoài, ta giúp Giang Dật chém giết Vân Hạc, thay ta ca ca báo thù. Chỉ cần Vân Hạc chết rồi, đệ ta tự có cơ hội thưởng vị, mảnh này Quỷ Lâm có được thiên địa tự nhiên đại trận, cơ hội tốt như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc. Vậy ta cũng không đi. Chiến Vô Song nghe xong, đôi mắt lập tức kiên định, nhìn thấy Vân Phỉ cùng Giang Dật muốn thuyết phục, hắn khoát tay nói, Giang Dật ngươi không cần nhiều lời, công kích linh hồn đối với chúng ta chiến thần nhất tộc hoàn toàn vô hiệu, cái này Quỷ Lâm công kích linh hồn không gây thương tổn được của ta. Mà lại ngươi cũng đừng xem thường ta, mặc dù ta chỉ có tử phủ ngũ trọng, nhưng thần du nhất nhị trọng võ giả, ta còn thực sự chướng mắt. Công chúa, thiếu tộc trưởng, hai người mang theo tộc nhân lập tức cuống lên, liên thanh hét lớn. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định. Vân Phỉ đôi mắt lạnh lẽo, kiên định nói ra, lần này để Vân Hạc bình an trở về, hắn khẳng định sẽ được phong làm thái tử, ta cùng đệ đệ ta mấu hậu chỉ có một con đường chết, đây là cơ hội tốt nhất. Vân Long, người dẫn người lập tức thối lui, đi lần trước chúng ta ẩn núp địa động trốn đi, chờ ta trở về. Chiến Vô Song cũng khoát tay áo, kiên định nói ra, chiến đồ, người dẫn người cùng Vân Long đi, đây là mệnh lệnh. Uy uy, Giang Dật mở miệng, hai người các ngươi lỗ hổng, còn giống như không có hỏi ta ý kiến a, các ngươi không cùng Thủy Thiên Nhu giao thủ qua, có thể không biết trên người nàng bảo vật có bao nhiêu, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Trên người nàng ít nhất có mấy món thiên khí, một kiện thánh khí. Lại nói, lần này nếu là có cơ hội, ta khẳng định chém giết nàng, hai người các ngươi không sợ Thủy U Lan tìm các ngươi gia tộc phiền phức, hai người các ngươi đều xéo ngay cho ta, một mình ta còn an toàn một chút, mang theo các ngươi khẳng định sẽ bị liên lụy chí tử. Ha ha, Vân Phỉ cười nhạt một tiếng, tự tin nói ra, Giang Dật ngươi tin hay không, có ta ở đây ngươi có thể còn sống sót tỷ lệ sẽ gia tăng 5 thành trở lên, mà lại có ta phối hợp, ngươi chém giết Vân Hạc tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Vô Song chiến lược ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, bình thường thần du cường giả thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Chiến Vô Song hơi giận nói, Giang Dật ngươi tại dám xem nhẹ lão tử, có tin ta hay không diệt ngươi, chúng ta chiến thần nhất tộc tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Còn Thủy U Lan ngươi không cần lo lắng, quốc chiến nội sát chết ai cũng bình thường, đệ nhất cường giả khí lượng sẽ không nhỏ như vậy. Tốt a, Giang Dật mím môi một cái, Vân Phỉ có thể khống chế cây cối di động, cái này xác thực gia tăng hắn còn sống sót tỷ lệ, cũng có thể phụ trợ hắn giết địch, đã hai người kiên định như vậy, hắn cũng không tốt tại cự tuyệt. Giang Dật đôi mắt chuyển động một vòng, hưng phấn vung tay lên, quát khẽ tốt. Trước hết để cho bọn hắn rút lui đi, chúng ta mới hảo hảo bố trí một phen. Tranh thủ để lần này vào đây toàn bộ lưu lại, chỉ cần đem lần này người tiến vào diệt sạch, chúng ta điểm tích lũy tuyệt đối đệ nhất, đến lúc đó cùng một chỗ chia của đi. Chương 201, vây giết. Vân Phỉ mang tới tình báo không sai, Quỷ Lâm phụ cận xác thực bắt đầu tập kết mấy ngàn đại quân, Vân Hạc làm Thiên Huyền Quốc nhất có hy vọng thượng vị vương tử, mệnh lệnh của hắn Thiên Huyền Quốc con em thế gia không dám không nghe, mà lại hắn còn mở ra treo giải trên trời. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, cái này mấy ngàn người chia 4 cái đại quân theo 4 phương 8 hướng hướng Quỷ Lâm vây giết mà tới. Giang Dật gần nhất 2 ngày này một mực ở tại Quỷ Lâm không nhúc nhích, điều này cũng làm cho thông qua thanh cổ trùng khóa chặt hắn hành tung Vân Hạc rất là mừng thầm. Thủy Thiên Nhu mang theo 50 tên thần du cường giả, hắn cũng mang theo 30, 40 người, tăng thêm còn lại 3 con đại quân gần 100 thần du cường giả, chỉ cần bị vây lên, Vân Hạc tin tưởng Giang Dật Ngân Nguyệt Yêu Lang coi như có thể bay cũng phải chết. Phanh phanh phanh, Quỷ Lâm phía đông ngàn dặm bên ngoài, một cái cao tới 3 trượng như một tòa núi nhỏ cự viên tại nhanh chân lao nhanh, bên cạnh còn đi theo gần ngàn người. Cái này cự viên hiển nhiên cũng là tam giai linh thú, tốc độ phi thường nhanh, trên người khí thức cường đại để phụ cận đi theo thần du cường giả đều cảm giác được kiềm chế. Ấy ra ra, Vân Hạc, còn bao lâu nữa a, cái này đều mấy ngày Giang Dật còn không có gặp ảnh, ngươi sẽ không ở gạt ta a. Ngồi tại cự viên trên vai trái, hai đầu tùm đùi ngọc không ngừng lay động, sáng rõ một mảnh nam tử hoa mắt Thủy Thiên Nhu, chu miệng nhỏ rất là bất mãn nhìn Vân Hạc một chút cáu giận nói. Mỹ nữ liền là mỹ nữ, mặc dù Thủy Thiên Nhu chỉ có 15-16 tuổi, thân thể vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng này tuyệt sắc dung mạo vẫn là thấy Vân Hạc trong mắt một trận mê say. Dùng hắn tung hoành khóm hoa kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái này Thủy Thiên Nhu lại lớn 2 năm tuyệt đối là đại lục cấp cao nhất mỹ nữ. Tăng thêm mẫu thân nàng thân phận, vị này tuyệt đối là Thiên Tinh đại lục đệ nhất tiểu thư, có thể đem nàng thu vào tay so ngồi lên Thiên Huyền Quốc thái tử chi vị, càng có thể làm cho hắn hưng phấn. Khóe miệng của hắn lộ ra một chút tà mị nụ cười, không thể không sai cái nụ cười này rất khả năng hấp dẫn thiếu nữ, chỉ ít phía dưới Thủy Nguyệt Quan một chút nữ tử tự bị huyễn đến, hắn mỉm cười giải thích nói, Thiên Nhu, ở chung được nhiều ngày như vậy, ngươi còn không hiểu rõ ta sao, ta có thể lừa ngươi sao? Giang Dật ngay tại phía trước ngàn dặm, không muốn một ngày chúng ta liền có thể vây lên hắn. Hắn chiếm cứ tại kia không nhúc nhích, chỉ cần tiếp qua nửa ngày hắn tự xoa cánh khó bay. Tốt, Thủy Thiên Nhu hài lòng phủi tay, trong mắt đẹp lộ ra một chút giận dữ, nắm chặt nắm tay nhỏ, oán hận nói ra, đến lúc đó bản tiểu thư muốn tự tay giết chết hắn, hắn giết ta tiểu hắc, còn hủy đi của ta linh tước bảo, mẫu thân sau khi xuất quan khẳng định hội của trách ta đấy. Ha ha ha, Vân Hạc cười một tiếng dài, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói ra, nhà đầu ngốc, đừng lo lắng, người giết Giang Dật, đây chính là Linh Thú Sơn đệ nhất thiên tài a. Ngươi cho các ngươi Thủy Nguyệt Quan làm vẻ vang, bá mẫu làm sao lại trách ngươi, mà lại Giang Dật trên thân không phải có trọng bảo sao, đến lúc đó đều cho ngươi, mẫu thân ngươi khẳng định liền sẽ không quở trách ngươi. Thủy Thiên Nhu nghe xong lập tức lông mày vui mừng mắt cười, một đôi mắt to đều chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, cười tủm tỉm nói ra, Vân Hạc ca ca ngươi thật tốt, ngoại trừ mẫu thân của ta, ngươi là đối ta người tốt nhất. Ha ha, ngươi là của ta tiểu công chúa, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai đâu. Vân Hạc bật cười lớn lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt cũng lộ ra một tia tự ngạo, chỉ cần lần này chém giết Giang Dật, Thủy Thiên Nhu cùng hắn một tháng, bằng vào thủ đoạn của hắn tuyệt đối có thể cầm xuống tiểu nha đầu này. Chỉ cần cầm xuống Thủy Thiên Nhu, phụ hoàng hắn tuyệt đối sẽ lập hắn làm thái tử, hắn lại cưới Thủy Thiên Nhu, cái kia chính là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây nội tâm của hắn kích động lên, hú dài, toàn quân gia tốc, cần phải tại trong một ngày vây lên Giang Dật. A.O, cự viên bắt đầu gia tăng tốc độ, phụ cận thần du cường giả nguyên lực vờn quanh tốc độ cao nhất lao nhanh, kia 7-800 tử phủ cảnh võ giả rõ ràng theo không kịp, Vân Hạc cũng mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn chậm rãi truy tốt. Lớn nửa ngày sau, vô số trinh sát không ngừng truyền lại tin tức tới, xác định mấy cái đại quân đã đến Quỷ Lâm phụ cận trăm dặm. Vân Hạc thông qua thanh cổ trùng xác định Giang Dật còn tại nguyên địa không nhúc nhích về sau, lập tức đại hỉ cười dài, ha ha ha, Giang Dật lần này không thể trốn đi đâu được. Toàn quân lại bôn tẩu 50 dặm nghỉ ngơi tại chỗ 3 canh giờ, chuẩn bị khai chiến. Oa, Thủy Thiên Nhu cả người đều hưng phấn đến ghê gớm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ý cười, Giang Dật trong khoảng thời gian này thế nhưng là nàng ác mộng, không giết chết Giang Dật nàng mỗi ngày đều ngủ không ngon, rất nhiều lần trong mộng còn hiện ra Giang Dật cặp kia băng lãnh như ác ma đôi mắt, để nàng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mấy tháng nàng rốt cục có thể đạt được ước muốn, tự nhiên hưng phấn vô cùng. Rất nhanh đại quân lần nữa chạy hết tốc lực 50 dặm ngừng lại, bốn phía Thiên Huyền Quốc đại quân cũng tiếp vào Vân Hạc mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, sau 3 canh giờ khai chiến, dù sao nhiều người như vậy truy lùng Giang Dật mấy ngày mấy đêm, đều rất là mệt mỏi. Nghỉ ngơi cái gì, Giang Dật một người còn có thể là nhiều người như vậy đối thủ. Vân Hạc để đại quân nghỉ ngơi, Thủy Thiên Nhu lại không làm. Dưới cái nhìn của nàng Giang Dật lợi hại hơn nữa cũng là một người, cái này nhiều người vây giết mà đi, hắn liền là có 3 đầu 6 tay cũng phải chết, lập tức cáu giận nói, Vân Hạc, lập tức hạ mệnh lệnh công kích, người không dưới ra lệnh cho ta liền để chúng ta Thủy Nguyệt Quan người xuất thủ. Ngu xuẩn, Vân Hạc nội tâm thầm giận không thôi, dù sao đều vây lên, cũng không kém điểm ấy thời gian. Mọi người chạy hết tốc lực mấy ngày mấy đêm, liền xem như thần du cường giả đều mệt đến quá sức, còn có rất nhiều tử phủ võ giả còn không có đuổi theo đại bộ đội đâu. Vội vã như vậy vạn nhất ra chút ngoài ý muốn đâu. Đương nhiên Vân Hạc cũng không cho rằng xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là hắn học qua mấy năm binh pháp, rất rõ ràng nóng lòng cầu thắng là binh gia tối kỵ. Cứ việc nội tâm nổi giận, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích nói, Thiên Nhu, đã đuổi đã lâu như vậy, cũng không quan tâm mấy cái này canh giờ a, ngươi xem tất cả mọi người rất mệt mỏi. Ta mặc kệ. Thủy Thiên Nhu đại tiểu thư tính khí tới, thân thể theo cử viên bên trên tiêu xạ mà xuống, vung tay lên nói, Thủy Nguyệt Quan người nghe lệnh, tiếp tục chạy như điên, cho ta chém giết Giang Dật, trùng điệp có thưởng. Khác đừng a. Vân Hạc thân thể vội vàng đi theo mà đến, giữ chặt Thủy Thiên Nhu bất đắc dĩ nói ra, tốt a, người khác đừng xúc động, ta hạ mệnh lệnh còn không được sao. Thủy Thiên Nhu lúc này mới coi như thôi, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, để ngươi người khác đừng tốt nhất bắt sống, bản tiểu thư muốn tự tay ngược sát hắn. Vân Hạc nhẹ gật đầu, đưa tới 3 tên trinh sát ra lệnh, người đưa tin cho Hỏa Thụ, Minh Huy, Cổ Đặc, để bọn hắn tiếp tục đi tới, thu nhỏ vòng vây, tuyệt đối đừng cho Giang Dật cho phá vây. Hưu, 3 tên trinh sát bằng nhanh nhất tốc độ hướng 3 phương hướng chạy đi, truyền lệnh làm cho mặt khác 3 con đại quân. Vân Hạc lúc này mới vung tay lên nói, tiếp tục đi tới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tản ra, Thủy Thiên Nhu vung tay lên, Thủy Nguyệt Quan lưu lại 10 người, còn lại 40 người lập tức tản ra, thành hình quạt hướng trong rừng quỷ vây lại, một khi Giang Dật phá vây mà đi, chỉ có muốn một người cản lại hắn, những người còn lại thì lập tức vây giết. Chỉ là nửa canh giờ, 4 cái đại quân đã tiếp cận Quỷ Lâm, xác định Giang Dật ngay tại mảnh này trong rừng về sau, Vân Hạc ra lệnh một tiếng, còn lại 3 phương hướng 3 con đại quân lập tức phân ra một nửa người hướng trong rừng quỷ phóng đi, những người còn lại đem Quỷ Lâm bao bọc vây quanh, chậm đợi Giang Dật tử vong, hoặc là phá vây. Chương 202, thiên đường có đường các ngươi không đi. Đến rồi, trong rừng quỷ 3 người xếp bằng ở trên cây, tại gần 2000 người đồng thời xông vào Quỷ Lâm về sau, Giang Dật trước tiên mở to mắt, quát khẽ, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi đều là sát ý. Huy chương của các ngươi cho ta. Giang Dật khẽ vươn tay, trên thân 2 người huy chương lập tức giao cho Giang Dật thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong. Giang Dật vung tay lên, 3 người như viên hầu xông vào dưới mặt đất một đầu địa đạo bên trong. Đi, xử lý trước phía đông người. Giang Dật giống lên một tiếng, hướng sớm đào xong địa đạo phóng đi. Lúc đầu đất này đạo phi thường khó khăn đào, bởi vì phía dưới đều là rắc rối khó gỡ rễ cây, nhưng có Vân Phỉ sau hết thảy đều không phải là vấn đề. Vân Phỉ là Mộc Chi Linh Thể, tăng thêm tu luyện một loại thượng cổ vu thuật có thể khống chế tất cả hoa cỏ cây cối. Tại Linh Thú Sơn học viện lúc, nàng tự khống chế dưới dây leo đem Giang Dật cuốn lấy 2 lần. Cái này 1-2 ngày, nàng nhẹ nhõm khống chế trong rừng quỷ đại thụ rễ cây di động, để Giang Dật trong lòng đất đào ra rất nhiều địa đạo, nhưng đất ngọn nguồn biến thành một cái mê cung, đều là giao thoa tung hoành thông đạo. Ngừng, bôn tẩu một khoảng cách, Giang Dật ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Vân Phỉ nói, tới bên này bao nhiêu người thần du cường giả có bao nhiêu. Vân Phỉ nhắm mắt lại, trên thân sáng lên hoàng quang cảm ứng thoáng cái, rất nhanh quát khẽ tổng cộng hơn 700-800 người, thần du cường giả 26 cái. Tốt, Giang Dật cùng Chiến Vô Song liếc nhau, mở miệng nói, Vô Song, chúng ta trước tiên đem cái này 26 người xử lý, còn lại tử phủ cảnh võ giả giao cho ta, Vân Phỉ chú ý bảo hộ an toàn của chúng ta. Liên quan tới kế hoạch tác chiến, 3 người đã sớm thảo luận thật lâu, giờ phút này đã không cần nhiều lời. Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, 2 người phân biệt hướng một đầu địa đạo ghé qua mà đi. Quỷ Lâm phía đông bên này xác thực khắp nơi đều là người, thần du cường giả đi tại phía trước nhất, mỗi lần giữa 2 người ngăn cách mấy chục trượng khoảng cách, không ngừng thông qua huy chương tại 4 phía cảm ứng, tìm kiếm Giang Dật. Suy suy, một cái thần du cường giả phía trước một cây đại thụ đột nhiên động một cái, một đạo bóng người từ phía trên bay vụt mà xuống, cái này thần du cường giả cùng phụ cận hơn 10 tên tử phủ võ giả giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, kia thần du cường giả lập tức đưa tay ngoại phóng một đạo kiếm khí. Có chút kỳ quái là, kia đạo nhân ảnh trên thân còn treo một sợi dây thừng, cứ như vậy thẳng tắp bay tới bị kiếm khí này đơn giản bắn trúng, bạo liệt thành thịt nát, một cái đầu còn lăn xuống đến mọi người phụ cận, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Không đúng, đây là một cỗ thi thể. Thần du cường giả tập trung nhìn vào sắc mặt dây lát biến, vào thời khắc này, bên cạnh hắn bùn đất đột nhiên bạo liệt mà đến, một đạo thân ảnh màu xanh mà ra, một tay cầm một cái trường kiếm màu đen, mang theo cường đại cuồng phong hướng cái này thần du cường giả đột nhiên vung xuống, một cái tay khác hắc quang sáng lên, một cái cung tên như thiểm điện phá không mà tới. Mặc dù cái này thần du cường giả phản ứng rất nhanh, trước tiên bắt đầu phản công, nhưng Giang Dật xuất hiện quá đột nhiên, vừa rồi sự chú ý của hắn lại bị trên cây bay vụt xuống tới thi thể hấp dẫn. Trong lúc nhất thời hắn chỉ tới kịp dùng binh khí ngăn cản thoáng cái, bị diệt thần nỏ đơn giản bắn trúng đầu, thân thể bị cường đại xung kích đánh bay ra ngoài, nửa cái đầu nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Giang Dật giết chết hắn, phụ cận võ giả giật mình tỉnh lại, lập tức hướng Giang Dật nổ bắn ra mà đến, xa xa thần du cường giả cũng bị kinh động, nhao nhao hướng bên này lao nhanh. Giang Dật xuất thủ đánh chết một người về sau, không có chút gì do dự, thân thể theo lao ra trong động đất bắn ngược trở về, biến mất trong lòng đất. Mấy tên tử phủ cảnh võ giả đi theo hướng địa động phóng đi, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia trong động đất đột nhiên xuất hiện mấy cây tráng kiện rễ cây, nhanh chóng đem cửa hang cho phá hỏng. Bang bang, một tên tử phủ cảnh võ giả quơ đại đao đối rễ cây đột nhiên đánh xuống, nhưng ngoại trừ tóe lên một mảnh hỏa hoa, vang lên từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm bên ngoài, vũ khí của hắn căn bản không có đối rễ cây tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tránh ra, để cho ta tới. Nơi xa một tên thần du cường giả chợt quát một tiếng, bắn ra một đạo bán nguyệt hình đao mang hung hăng đối rễ cây đánh xuống. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một mảnh bụi đất tung bay, bên cạnh một cây đại thụ đều bị chấn động đến kịch liệt lay động, nhưng các loại chờ bụi đất rơi xuống lúc mọi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện rễ cây bên trên chỉ là bị chảy thương một lớp da. Vừa mới bắn ra đao mang thần du võ giả, bên người mặt đất lần nữa bạo liệt, một người mặc màu đen chiến giáp nam tử nổ bắn ra mà ra, một đôi tay bên trên kim quang lóng lánh tựa như hai cái ưng chảo đột nhiên bắt lấy người này 2 chân, liền muốn tươi sống đem hắn xé rách. Muốn chết, cái này thần du trong tay cường giả xuất hiện một cái dao găm, nguyên lực quán chú lập tức quang mang bắn ra 4 phía, đối bắt hắn lại 2 chân nam tử đầu đột nhiên đánh xuống. Nào biết người kia vậy mà không tránh không né, ngược lại trên thân sáng lên hào quang màu hoàng kim, song chảo dùng sức kéo một cái, người này tự sống sờ sờ bị xé nứt thành 2 bên. Người này đến chết trong đôi mắt đều là vẻ không dám tin, bởi vì hắn dao găm rõ ràng bổ vào người này trên đầu, nhưng lại cảm giác nện ở huyền thiết bên trên, còn bị bắn ngược ra tới. Chiến thần nhất tộc, Chiến Vô Song, có người tỉnh ngộ lại, như thế cường đại nhục thể, trên thân còn có kim quang lấp lánh như một tôn vô địch thần để, cái này chỉ có đặc thù chủng tộc chiến thần nhất tộc chiến thần vinh quang thần kỹ. Hưu, Chiến Vô Song chém giết một người, cũng lập tức theo địa động phía dưới chui vào, kia màu vàng đại thụ rễ cây nhanh chóng dọc theo tới, đem địa động cho phá hỏng. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi lúc, một phương hướng khác, một thân ảnh lần nữa bắn ra, lần này trực tiếp theo một cái thần du cường giả dưới chân lao ra, trên thân toát ra kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt đem kia thần du cường giả đốt thành hư vô. Cái này, rất nhiều tử phủ cảnh võ giả trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quỷ dị như vậy tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ, thậm chí một chút thần du cường giả đều có chút sợ hãi. Giang Dật cùng Chiến Vô Song đối bọn hắn hành tung như lòng bàn tay, bọn hắn lại không thể thông qua huy chương cảm ứng được hai người hành tung, mà lại hai người có thể theo lòng đất đánh lén, bọn hắn nhưng căn bản truy sát không được, chỉ có thể đần độn chờ đợi bọn hắn đánh lén. Không thể tiến công, chỉ có thể bị đánh, cái này còn thế nào đùa. Đào đất động, một tên thần du cường giả quát lạnh một tiếng, lấy ra binh khí bắt đầu bốn phía đào đất động. Còn lại võ giả cũng tỉnh ngộ lại, chỉ cần có thể đào ra mấy đầu địa đạo toàn bộ xông vào lòng đất, Giang Dật hai người bị liên tục không ngừng đại quân vây giết, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là Giang Dật cùng Chiến Vô Song hai người không ngừng theo lòng đất nổ bắn ra mà lên, không ngừng chém giết thần du cường giả, bọn hắn đào khắp cả phương viên vài dặm mặt đất, lại phát hiện phía dưới toàn bộ là màu vàng thô to rễ cây, lít nha lít nhít, giao lưu sai tiết, căn bản đào không ra. Bên này đào ra một đầu địa đạo, tại còn lại hơn 10 tên thần du cường giả chuẩn bị xuống lệnh làm rút lui lúc, phía trước một vị tử phủ cảnh võ giả đột nhiên đại hỉ kêu lên, hơn 10 tên thần du cường giả lập tức tụ tập cùng một chỗ, hướng địa động phóng đi. Chúng ta trước xông đi vào, các ngươi sau đó đuổi theo. Hơn 10 tên thần du cường giả cắn răng liếc nhau, nhao nhao nguyên lực ngoại phóng, đối phía dưới cuồng oanh loạn tạc một phen, tại một vị cầm trong tay linh khí cường giả dẫn đầu hạ sông vào dưới mặt đất. Ha ha ha, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi xông tới. Hơn 10 người rơi vào dưới mặt đất rộng lớn địa đạo lúc, một đạo u lãnh thanh âm vang lên, Giang Dật chậm rãi theo địa đạo vừa đi đến, nhìn qua hơn 10 người ánh mắt, toàn bộ như chết người không khác. Chương 203, đồ sát, Giang Dật muốn chết, giết, phía dưới địa động tia sáng rất tối, nhưng hơn 10 vị thần du cường giả thị lực đều rất cường đại, thấy rõ ràng Giang Dật mặt sau lập tức nhận ra được. Bọn hắn đều nhìn qua Giang Dật chân dung, lập tức phía trước nhất ba người lập tức ngoại phóng ra một đạo nguyên lực, hướng Giang Dật mà tới. Suy suy, đúng lúc này vô số rễ cây di động, nhẹ nhõm đem trong thông đạo ở giữa cho phá hỏng, kia ba đạo nguyên lực tất cả đều nện ở rễ cây bên trên, dẫn tới mặt đất rung động, mảnh bùn nhao nhao rơi xuống. Không được, càng kinh khủng sự tình phát sinh, mười mấy người này xông vào trên lối đi mới đột nhiên toát ra rất nhiều rễ cây, đem cửa hang cho phá hỏng, đoạn mất cái này hơn 10 người đường lui. Mà lại cái này hơn 10 người bên người bắt đầu toát ra rất nhiều rễ cây hướng 10 người dọc theo mà đến, nhanh chóng hình thành một cái lồng giam đem cái này hơn 10 người nhốt ở bên trong. Đây là yêu thuật gì? Đây không phải yêu thuật, đây là vu thuật, Vân Phỉ công chúa thượng cổ vu thuật, Vân Phỉ công chúa khẳng định liền tại phụ cận. Công chúa, chúng ta là Minh gia người a, ngài sao có thể giúp ngoại nhân đối phó ngài con dân? Liền là a, công chúa, thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta cam đoan lập tức thối lui. Cái này hơn 10 người bên trong rõ ràng có Thiên Huyền Quốc con em của đại gia tộc, rất nhanh đánh giá ra đây là Vân Phỉ đặc thù thần kỳ vu thuật. Loại này có thể điều khiển vạn cây cao cấp vu thuật chỉ có vương thất người mới có thể học tập, mà lại phi thường khó khăn lĩnh hội, toàn bộ vương thất chỉ có hai người tìm hiểu, một cái khác là vương thất cường giả, tuổi rất cao tự nhiên không có khả năng ra cái này. Sở hữu thần du cường giả, tại thời khắc này cũng đều có một loại minh ngộ, địa động này căn bản không phải kia tử phủ cường giả vận khí tốt phát hiện, mà là Vân Phỉ cố ý khống chế rễ cây chế tạo ra. Bản này liền là một cái bẫy, bọn hắn lại đần độn toàn bộ đều nhảy vào. Hừ, Minh gia người kia càng hẳn là chết. Một đạo u lãnh thanh âm theo một bên khác truyền đến, trong thanh âm đều là hận ý, ca của ta bị Vân Hạc hại chết thời điểm, Minh Huy tựu tham dự a, đừng cho là ta không biết, Giang Dật động thủ. Rễ cây lồng giam càng ngày càng nhỏ, kia hơn 10 tên thần du cường giả không ngừng chém vào lấy di động qua tới rễ cây, nhưng ngoại trừ vị kia cầm linh khí thần du cường giả có thể đem rễ cây bổ ra một chút nho nhỏ lỗ hổng bên ngoài, những người còn lại bảo khí chỉ có thể chảy ra một ít cây cái ra. Chết đi, chỉ là đáng tiếc một kiện linh khí. Giang Dật nhanh chóng chạy đi, Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song thì nhanh chóng lùi về phía sau, Giang Dật tới gần rễ cây lồng giam về sau, Hỏa Linh Châu sáng lên một viên màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện, không khí bốn phía lập tức trở nên cực nóng vô cùng, Giang Dật ngón tay búng một cái Hỏa Linh Thạch bắn ra, trực tiếp không có vào rễ cây lồng giam. Suy suy, Hỏa Linh Châu hỏa diễm so địa hỏa kinh khủng mấy lần, kia linh khí đều bổ không ra rễ cây bỗng chốc bị đốt ra một cái lỗ thủng to, phía trên màu xanh hỏa diễm kia kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem lồng giam bên trong hơn 10 người đốt sống chết tươi, phụ cận rễ cây cũng từng mảnh bị thiêu hủy, tự liền cái kia thanh linh khí cũng nhanh chóng dung thành nước thép. Đây là cái gì chí bảo, vì sao có như thế kinh khủng hỏa diễm, khoảng cách xa như vậy, ta đều cảm giác thân thể bị thiêu đốt. Giang Dật là cái quái thai, tựa hồ căn bản không sợ hỏa, chẳng lẽ hắn là Hỏa chi linh thể. Xa xa Vân Phỉ thấy đập vào mắt kinh hãi, Chiến Vô Song trầm ngâm thoáng cái, lắc đầu nói, không phải Hỏa chi linh thể, Giang Dật hẳn là tại Thiên Quân trong mộ đạt được một kiện chí bảo, mỗi người trên thân đều có một ít bí mật, người tốt nhất đừng thêm nghe ngóng, nếu không Giang Dật trong lòng lại có khúc mắc. Biết rõ đấy, Vân Phỉ bay Chiến Vô Song một chút, kia giống như cười mà không phải cười, tựa như giận không phải là giận biểu lộ vũ nghị tới cực điểm, thấy Chiến Vô Song nội tâm rung động. Vân Phỉ, mở ra địa đạo, ta đi đem người ở phía trên thanh lý dưới, viện quân mau tới. Giang Dật thanh âm từ đằng xa truyền đến, Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song vội vàng không còn liếc mắt đưa tình, Vân Phỉ thông qua cây cối cảm ứng bốn phía một cái tình huống, lập tức quát khẽ, Giang Dật phải nhanh, hai bên người lập tức tới, người buông tay đi giết, ta hội kịp thời đem ngươi kéo xuống. Tốt, Giang Dật trong tay Hắc Lân Kiếm xuất hiện, quát khẽ một tiếng, Ngân Nguyệt Yêu Lang. Tại Ngân Nguyệt Yêu Lang xuất hiện thời điểm, Vân Phỉ cũng trên sự khống chế rễ cây mở ra một cái thông đạo, Giang Dật khống chế Yêu Lang nổ bắn ra đi, người giữa không trung đôi mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu, giống to, sát lục chân ý, tất cả mọi người chết đi cho ta. Người ở phía trên đều vây quanh ở vừa rồi kia 10 cái thần du cường giả xông vào địa động bên ngoài, bởi vì địa động bị rễ cây phá hỏng, bọn hắn căn bản không gần được, không có đám kia thần du cường giả, bọn hắn càng thêm hoảng loạn rồi, không biết là trả lại tiếp tục chờ đợi. Giang Dật ra, bọn hắn muốn chạy trốn lại không cơ hội. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, 7-800 tử phủ cảnh võ giả lập tức cảm giác từng tòa đại sơn áp bách lại bọn hắn. Ngoại trừ gần trăm tên tử phủ cảnh đỉnh phong võ giả bên ngoài, những người còn lại căn bản liền di động đều khó khăn, cho dù có một chút tử phủ cảnh thất bát trọng võ giả có thể di động, nhưng tốc độ có thể nhanh hơn được Ngân Nguyệt Yêu Lang. Ngân Nguyệt Yêu Lang tốc độ kỳ thật cũng nhận ảnh hưởng, bất quá nó là Giang Dật linh thú, bản thân cùng Giang Dật có một tia linh hồn liên hệ, ngược lại là ảnh hưởng không có lớn như vậy. Hưu, Ngân Nguyệt Yêu Lang hóa thành một đạo tật phong, thẳng tắp hướng trong đám người phóng đi, còn không có tới gần Giang Dật tự quát khẽ, Yêu Lang, phóng thích yêu thuật. Ông,